Bài hot của anh Phúc à? Bài anh Phúc còn dài bình thường thôi em ơi. Anh Phúc báo đẹp quá. Đẹp không? Thích không anh bán cho. Chẳng cần biết đến em sao ngọc đúng. Và tìm đỡ thấy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn anh Đạt Hotel nhá. Đạt Hotel. Em rời xa, bên Nam thì mưa, bên Nam có nắng chưa? Bao nhiêu dù chuyện xưa, kỷ niệm xưa. Người ở bên này, tựa đầu gục ngã. Em chào mọi người nha, chúc mọi người có một buổi tối thật nhiều niềm vui ạ. Một buổi tối nhiều niềm vui mọi người nha. Mọi người vào cho em xin mỗi người một nút chia sẻ đi ạ. Một phát chia sẻ lên trang cá nhân hoặc là lên các hội nhóm giúp em nhá. Tăng view đi ạ, tăng view đi ạ. Hôm nay view có lẽ là không được cao như mọi hôm đâu. Một chà bon. Bóng chuyền series 40 khả năng là sẽ có không? Rồi anh ơi. Có Facebook không cho em với? Anh có Facebook không cho em với ạ? Anh có Facebook. Anh có Facebook nhưng mà anh à đúng rồi đấy mọi người okay, nhắc. Ok bố Green nhá. Rồi ok em chuẩn bị bán hàng đây. Càng ít người chốt càng dễ mọi người nhá. Khi bán hàng em có vài điều như này ạ. Nhà em thì luôn luôn sẽ phải cọc mới đi hàng mọi người nhá. Luôn luôn phải cọc đi hàng, bác nào không cọc được thì tốt nhất là các bác cứ xem thôi. Anh cho em cái thảm xanh vào đây nhỉ. Áo đẹp ạ. Rồi ok, cảm ơn anh ạ. Kỳ tài Nguyễn. Và tiếp theo đó là mọi người lưu ý cho em vài điều này. Tức là nhà em ấy mà mới có 300 bao nhiêu người thì nó lại thông báo. Thôi em cứ thông báo trước này. Thứ nhất là em Phúc tài khoản cá nhân Facebook của em là sẽ không đi kết bạn với bất kỳ ai nhá. Cũng như trang fanpage thì rõ ràng là trang fanpage không thể nào đi kết bạn được rồi. Nhưng mà em và Quỳnh Anh không đi kết bạn bất kỳ ai. Đấy. Đúng không ạ? Không kết bạn bất kỳ ai. Cảm ơn nếu nha. Nếu mà mọi người mà có ai mà giả mạo em hoặc là giả mạo Quỳnh Anh hay là giả mạo cái trang của nhà em kết bạn thì mọi người hết sức cảnh giác giúp em nhá.
Đấy, hiện tại thì em cũng phát hiện khá là nhiều những cái trang giả mạo bắt đầu vào rồi lầy lọ rất là mệt người. Đấy, tức là họ em chẳng biết có ý đồ gì hay không, nhưng mà đại loại là người ta cứ có thể là đối thủ, có thể là những cái thành phần này khác, cho nên là mọi người hết sức cảnh giác nhá. Mọi người đấy, chuyển qua Ngô Văn Phúc hoặc dù chuyển tiền này, hoặc là mua giày, kể cả mọi người mua giày lưu ý nhá. Đấy, mọi người lưu ý cho em nhá, hết sức là cảnh giác ạ. Đấy, em có vài điều như vậy thôi. Và để chốt được hàng thì mọi người lưu ý là phải có mã và kèm số điện thoại cho em nhá, mã kèm số điện thoại nhá. Mã kèm số điện thoại. Đấy, mã kèm số điện thoại. Và tiếp theo nữa là khi mà ở trên trang Facebook ấy, thì hiện tại shop em thì nó có rất là nhiều đơn hàng, thành ra là việc phản hồi các cái phản hồi của khách hàng nó sẽ chậm trễ. Thì mọi người hãy điện thoại cho em nhá. Có số điện thoại trên Messenger cũng có này, và có số điện thoại ở trên page cũng có. Để tránh trường hợp là rất là nhiều bác vào phản hồi nhưng mà nhân viên chưa kịp phản hồi, hoặc là rất là lâu, hoặc là nhiều khi nhiều khách quá mà bị, có nghĩa là bị lãng quên ấy. Thì trước khi mà mọi người lên comment cái vấn đề gì ở trên cái bình luận này thì mọi người làm ơn hãy điện cho em trước. Nếu như em Phúc không giải quyết được thì mọi người thoải mái lên trên này, mọi người có thể comment những cái ý kiến của mình nhá, chứ không phải là chưa điện gì cho shop, shop cũng chưa được tiếp nhận bất kỳ cái phản hồi gì mà lên đây là comment nó có thể gây hiểu lầm nhá. Riêng em ấy, em riêng em Phúc sống luôn luôn biết trước biết sau nhá, biết trước biết sau và rất đàng hoàng, rất lịch sự, cho nên là mọi người hết sức lưu ý cho em ạ. Còn sẽ có những thành phần nói chung là nó sẽ là những thành phần nào đó em không rõ, nhưng mà hiện tại thì cái bán hàng si này thì em thấy là cũng rất nhiều shop hiện tại giờ đang rất là bết bát, nói thẳng luôn rất là khó, cho nên là nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng là không mong muốn. Mọi người lưu ý cho em nhá. Ok, đấy, em có vài điều như vậy thôi. Bây giờ em bắt đầu bán hàng mọi người nhá. Thì nhà em luôn luôn phải cọc này, em đã thông báo rồi. Ok, cảm ơn mọi người ạ. Em bắt đầu đây. Giá thì tùy đôi mọi người nhá, giá tùy đôi cho em nhá. Về hàng hóa thì em lúc nào cũng sẽ nhập hàng mới nhất mọi người nhá, độ mới cao nhất. Nhưng hàng si thì đương nhiên là chúng ta phải hiểu một điều rằng là chúng ta đã dùng cái hàng si là hàng đã qua sử dụng thì nó không thể nào tuyệt đối 100% được. Nhiều khi hàng mới nó cũng còn không tuyệt đối được. Cho nên là cái mà không tuyệt đối đó là mọi người hãy gọi cho em nhá, làm ơn hãy gọi cho em. Đấy. Chứ nếu mọi người không gọi, không phản hồi gì qua bản thân em có đều có số này. Mà cái kênh em hỗ trợ nó là Zalo mọi người nhá, Zalo ạ. Các bác đừng nhắn tin SMS từ lâu rồi, em cũng không có thói quen check SMS đâu. Thành ra là tin nhắn qua số điện thoại, mà mọi người hãy qua Zalo của em hoặc là điện thoại trực tiếp nhá. Điện thoại trực tiếp là tốt nhất ạ. Em tiếp nhận mọi thứ luôn. Ok chưa ạ? Rồi, em bắt đầu bán hàng này. Anh Tuấn, anh to chỉ mà chỉ có mỗi hàng si chỉ có một con, một đôi, một mã thôi, chứ không có con khác đâu. Đúng rồi, hàng si thì mỗi một cái đôi em lên như này, duy nhất chỉ có mình nó một đôi thôi. Một size luôn. Một mình một size một đôi, nhưng nó không có full size, mọi người cố gắng là phải săn thôi ạ. Đấy, phải săn nhưng không thể nào mà ấy được. Rồi, ok. Tiếp theo này. Em lên con này nhá. Con này size của em cho em là size 44 nhá. Đây ạ, hàng này ạ, size 44 nha em ạ. Size 44 nha, độ mới cao nhất cho em ạ. Size 44 con này lên cho em mã này, mã 64, con này 450, mã 64. Hôm nay em khui cả kiện nam kiện nữ mọi người nha. Đá bóng size 40 em không rõ là có không. Hình như là 40 thì hơi ít, hình như không có đâu. Tiếp theo em lên ạ, một em đế hơi này. Nói chung là cũng không tránh được. Mới đầu năm nhiều chuyện xảy ra quá. Rồi tiếp theo nhá. Em này size 37.5 cho nữ này. Size 37.5 ạ, cho nữ ạ. Size 37.5 cho nữ, em này 350 lên cho mã 80 ạ. Lên cho mã 80 nhá, mã 80 ạ. Em đang xài Facebook. Thôi không xài số điện thoại, em bên Nhật em muốn mua em điện thoại hay cho em số điện thoại Zalo cũng được. Bên Nhật á. Bên Nhật giày này đầy mà.
Bên Nhật, dân Nhật đầy giày này mà sao phải mua tận Việt Nam em? Gửi sang bên Nhật thì cũng bằng quá tội em. Tiếp tục cho em nhá. Hôm nay nam nữ đủ nhá. Em này size cho em này. Em này size cho em size 37 ạ. Con này size 37 cho em nhá. Em này size 37, chị nào mà đi muốn đi một cái con giày siêu nhẹ mềm như này này. Đấy. Rất là mềm luôn ạ. Size 37 nhá. Mizuno 44 á. Hôm trước Mizuno 44 mãi không ai chốt. Em này 300k lên cho em mã 167, 300k mã 167 cho em nhá. Mã 167 ạ. Em lên một con Reebok mới 100%. Reebok mới 100%. Nói chung là đầu năm này thì mọi người đa phần được mua sắm khá là nhiều trong năm rồi. Các bác để trang bếp đấy. Số em ở trên bếp phủ kín bếp luôn. Em này size 39 này. Size 39 em Reebok nha. Con này mới 100% nha bạn. Em khẳng định luôn là nó mới gần như 100% luôn ạ. Ở đây thì Reebok cái công nghệ nó là có hai miếng đệm hơi đây nhá. Cho nên là mọi người đi rất là êm ạ. Em Reebok size 39 con này mới 100% ạ. Em này 480k lên cho em mã 15 này. 480k mã 15 cho em nhá. Mã 15. Em lên một con Usain Bolt cho nữ này. Con này thì nam nữ đều đi được nhưng mà em nghĩ là các chị thì size nó chuẩn hơn. Các chị size chuẩn hơn này. 15 cho Võ Công Hòa nhá. Em này size 37 1/3, Usain Bolt size 37 1/3. Con này cũng mới 100% luôn. Gần như là mới 100% luôn ạ. Size 37 1/3 Usain Bolt ạ. Em này 550 lên cho em mã 82 này. 550 mã 82 cho em nhá. Mã 82. Chị nào mà chưa đi Skechers thì nghe em hãy chốt con này. Và lần sau thì chỉ có thích đi cái loại này thôi. Đấy. Em làm nhiều em biết ạ. Lần sau chỉ đi loại này mà không chốt loại kia. 82 cho Dũng Nguyễn nhá. Em này size 36 Skechers nhá. Này. Size 36 Skechers cho em ạ. Rất êm ạ. Loại này đặc biệt là êm. Con này 350 mã 14. 350 mã 14 size 36. Em còn nón dài. Tiếp theo cho em nhá. Em này size 42, bác nào chân 42 ạ. Size 42 nhá, mới ạ. Đế đấy, nguyên bản nha em ạ, size 42. 14 cho anh Ngọc nhá. Em này 450 lên trên mã 03, 450 mã 03, mã 03. Em thấy là Việt Nam mình thì toàn chân 40 41 thôi. Nhưng mà khổ lỗi là trong cái kiện của em nhập về cái tỷ lệ nó rất là đều. Ví dụ như là từ size 39 thì ít thì là rõ ràng rồi. Nhưng mà 40, 41, 42, 43 là nó cứ chia đều ra. Và đặc biệt là nhiều khi là size 42 là nhiều. Đấy, size 42 nhiều bởi vì là nhập ở nước ngoài về thì cái lượng size 42 đi nhiều Nguyên hơn. Lượng size 42 đi nhiều hơn. Đấy, đi nhiều hơn. 450. Đây. Tiếp tục nha. Kiện này đẹp đấy. Đẹp mà, đẹp lắm luôn. Em này size cho em là size 36 này. Size 36 nha. Đế nguyên bản luôn, size 36 ạ. Size 36. Con này 380 lên cho em mã 78 ạ. 380 mã 78 nha, mã 78. Đang hóng siêu phẩm 44.5. Thực ra 44.5 hôm trước này em sell bao nhiêu luôn. Em sell rất là nhiều. 44.5 đấy. À ừ, vừa nãy anh hỏi rồi, ok để lại. Tiếp tục ạ. Đây, 44.5 đây. Hình Văn Ngọc. Con này size 44 này. 78 cho Thanh Thanh. Em này size 44 nhưng mà đế giảm chấn size 44. Đẳng cấp luôn ạ. Em này 450 lên mã 81 ạ. 450 mã 81. Mỗi loại chỉ mỗi đôi chỉ có một loại, một loại chỉ có một đôi thôi, con này 38 anh. Mỗi loại có một đôi thôi nhá. Không có hai đôi, không có đôi thứ hai. Hiếm, cũng có đấy mà ít. 44.5 Mizuno đây, ai vừa hỏi 44.5 Mizuno ạ. Mizuno 44.5. Con này 400k mã 41 ạ. 400k mã 41 cho em nhá. Em lên một con da lộn cao cổ này. Da lộn cao cổ.
Em này size cho em là size 39 nhá. Size 39 ạ. Size 39 nhá. Con này 350k nên cho em mã 07. 350 mã 07 size 39. 41 cho Lê Duy Khánh. Mọi người yên tâm đi, vào nhà em mua thì không phải suy nghĩ đâu. Em làm thì thoải mái. Tiếp tục size 39 này. Size 39 nha. Mã 81 con to to không vậy. Size 39 nha nha. Con này quá đẹp luôn mọi người, ở trên cái thân của nó nhìn rất là đẹp luôn. Cái thân kẻ kẻ rất là đẹp luôn, size 39 nha. Đây. Em luôn luôn em soi đế cho mọi người ạ. Hàng led luôn ạ. Con này cũng 480k lên cho mã 71. Mã 71 ạ. Sao? Con này có form to không vậy? Form này quá đẹp nhỉ. Form to là sao? Chỉ có form đấy thôi. Con mã 81 này ai chốt chưa? Chưa. Cầu lông 40 không có đâu em ơi. Cầu lông có con size 42 này. 07 cho Trang Vũ. Cầu lông 40 không có. 43 50. Đấy. Con này 350. Con này mã 81 ai chốt chưa? Chưa. Con này. Size 44 mã 81 này. Quá đẹp luôn. Size 44 mã 81 con này chất cực kỳ luôn ạ. 71 cho Ngọc Mốc. Em này size 42 cầu lông Kawasaki size 42 rất mới nha. Em này 500k mã 99 này. 500k mã 99 nha em ạ. Con này 38 hay 400? Ơi. Con này 48 này. 39. Cho em xin số tài khoản, em chuyển anh ơi. Lê Duy Khánh ơi, chốt được thì mai nhân viên sẽ tự sáng động chụp hình gửi ảnh cho nha và cho cả số tài khoản luôn. Sáng mai nhân viên sẽ chụp ảnh cho mình rồi liên hệ lại, sau đó hỗ trợ về vấn đề đấy nhá. Trách nhiệm của nhân viên. Em này size 40.5 ạ. Tất cả những con giày em làm rất mới mọi người nha. Giày rất mới luôn ạ. Size 40.5. Ôi con này thề đúng mọi người. Độ mới này. Nó gần như mới 100% luôn. Đây mọi người nhìn này. Soi rất kỹ nha. Có thấy Khánh Nam đang size 40.5 em này 500k lên cho mã 69 nhá. Mã 69 ạ. Ok Trang Vũ nhá. Người ta bảo rồi, tiền nào của đấy á, mọi người chỉ cần mua rẻ hơn tầm 50-100 thôi, con hàng nó đã rất khác rồi. Nếu mà ở ngoài. Nhưng mà ví dụ như hôm nào em sell, như hôm vừa em sell đấy, tất cả những con hàng này ví dụ như là đấy, em sell thì đế nó vẫn như thế thôi. 69 cho Dũng Lê. Đúng rồi, thực sự sell là để giới thiệu mọi người về sản phẩm nhà em thôi. Đấy. Kể cả trong Tết em tặng mấy trăm con áo cũng thế để cho mọi người cảm nhận luôn. Hàng chiều nay bay rồi nhá Phương Ken nhá. Hàng chiều nay đi hết rồi, nhà em cũng là ngày nào đi hết ngày đấy luôn. Ngày đi 2 lần cơ. Tiếp tục cho em nhá. Con này size 36 ạ, đế bệt size 36 da lộn cho em nhá. Size 36 ạ. Em này size 36 nha, con này 300k mã 56 này. 300k mã 56 ạ. Đấy, mấy ông này ông vào ông lại spam mình đấy. Tiếp tục, con này size cho em là size 43.5. Con này 43.5, con này ASIC này nói thật mọi người là đi chỉ có mòn chứ không bao giờ, ít khi đã hỏng nữa. ASIC size 43.5 nhìn vậy thôi nhưng mà đây là da lộn. Mọi người nhìn này, nhưng mà độ mới của nó rất cao cho em nha. 43.5 ạ. Em này 450 lên trên mã 73 nhá. 450 mã 73. Bóng chuyền hơi không em dai. Có siêu vỏng bóng chuyền hơi. Bóng chuyền hơi size bao nhiêu anh ơi? Bóng chuyền hơi về size bao nhiêu? Ôi. Nên cả xấu đi Phúc ơi. Cả xấu đang nặng mất ở dưới rồi. Đợi một tí nó sẽ ngoi lên. Một em Ultra Boost cho em nha. Đấy, quá đẹp luôn mọi người. Dã man. Con này còn đẹp hơn con trước bộ. Ultra Boost này đẹp hơn con trước. Thôi rồi luôn. Hôm nay có cả easy nhá, nhưng mà chỉ cho nữ thôi. Em này size 36 cho em ạ. Size 36 nha, con này mới tinh luôn. Size 36 ạ. Riêng con này mọi người thả ra ngoài cái là có mấy trăm nghìn. Tức là mang từ nhà em Phúc ra ngoài cái là mấy trăm nghìn ngay. Bác đã mua cho vợ size 36 đi ạ. Size 36 con này quá led luôn. Con này 600k lên cho em mã 63 nhá. 600k mã 63. Khách nhà em toàn mua, ví dụ như mua con này về
toàn để lại kiếm 4-5 nít luôn. Bởi vì người ta bán là triệu hơn triệu bình thường ngoài thị trường nha. Có lẽ lên cho mã 63 nha, size 36, mã 63. 63 cho Tâm Anh. Mà hiếm lắm, kiện về nó chỉ được 1-2 con thôi. Tiếp tục con này size 37.5, nữ này size 37.5. 37.5 ạ. Em này 380 lên mã 84 nha. 380 mã 84 cho em ạ. Mã 84. Đẹp. Chỉ mong em hãy chọn đúng người, thật lòng thương nhận em. Bảo rồi giày cầu lông 40 không có. Chứ có em lên ngay mới có đâu, không có đâu. Đây có con cầu lông này đây. Ok, Đỗ Quang Hồng nha. Con này size 39. Em Victor size 39 cầu lông thôi, không có 40 đâu. Size 39 á, con này 500k mà 54 size 39 cầu lông nha. Tiếp tục con này size 39. Ôi giời ơi. Hôm nay mấy ông 39 ngon nhá. Mới đầu like là lên mấy con 39 rồi này. Mãi toàn xuất sắc luôn. Con này thì hơi mòn một tí thôi. Nhưng mà không xi nhê gì mọi người nha. Size 39 nha nhá. Size 39 ạ. Em này 450 lên cho em mã 27 này. 450 mã 27 size 39 nha nhá. Size 39 ạ. Đây bóng chuyền size 39 vừa lên đấy mà Tiến Hoàng. Cả cuộc đời ai không. Con ý là Victor là cầu lông. Nhưng mà chơi bóng chuyền được. Bóng chuyền được hết mà. Chơi chuyên nguyên chủng bóng chuyền thì như là không còn đâu. Tiếp tục cho em nhá, có lại size cho là size 40.5. Size 40.5 ạ. 40.5. Đẹp quá. Con này 450 mã 36 này. 42 có đợi chút tí nữa. 450 mã 36 con giày đẹp chưa? Mã 36 cho em ạ. Mã 36 ạ. Mọi người đi săn đàn si thì mọi người phải kiên trì ngồi xem vậy thôi chứ bây giờ mỗi loại mỗi con giày một kiểu, mỗi con giày một size thôi chứ không có chung đâu. Tiếp tục em này size 37.5. Size 37.5 ạ. 37.5. Em này 300k lên cho mã 71 này. 300k mã 71 size 37.5. Tiếp theo em Asics này. Em Asics này size 41.5 ạ. Con này thì quá mới rồi. Size 41.5 nha. Tín màu đen hay xanh? Xanh. Đâu 39 còn kia màu đen chứ. Đấy. Đâu, làm gì con này. Con này 450 lên trên mã 76 nhá. 450 mã 76 ạ, mã 76. Cái phụ đập con này là 39 đấy, con này 36. À con 39 à? Ừ. À 39 màu xanh. Đây đây đây. Đây em đọc mã này, mã 39 à. Đây em cho xem lại này. À đây mã 39 này. Đây gì gần đây nhìn, nó cũng chẳng hoàn toàn là xanh đâu, nó kiểu xanh xanh tối tối. Tiếp tục size 39 nha, mà Fina này quá tuyệt vời luôn ạ. Size 39 Fina nhá, các chị đi con này quá đẹp luôn. Chung là nam nữ đều đi được em này ạ. Nam nữ đều đi được nha, con này lên cho em mã. Mã 06 ạ, mã 06, 450 mã 06. Size 39, 450 mã 06. LP vừa rồi size bao nhiêu? Em là size 37, đế hơi size 37 ạ. LB size 40.5. New Balance size 40.5. Em này size 37 nha. Em này size 37 ạ. Em này 350 nên mã 33. 350 mã 33. Xem lại đôi da xịt đen đưa. Đấy, đấy. Đây em ơi. Đôi Asics này là mã 76 á, mã 76 em từ chốt rồi. Chưa. Có mà. Đây xem lại nha. Xem lại đôi này tím ra. Đây cho xem lại. Mọi người xem kỹ kỹ này. 06 cho công Trần chốt chuẩn nha. Chân mấy? Chân mấy? Hả? Con hỏi con này đi chân mấy? Con này 41.5 thì là chân con này 41.5 thì là đi chân 26 26 chấm à 2 à 26 265 được.
Tức là nếu mà bác nào mà 42 thì bon chen được. Đấy, 41.5. Chân 26 hoặc là 40.5 thì đi được nha. À, con 76 nhớ rồi. À, 225.5 quên. Anh Nguyễn Văn, anh chốt con 76 nhưng mà không chốt cho anh bởi vì tại sao lịch sử của anh là cấm chốt rồi. Thế à? Ừ. Anh Nguyễn Văn này anh xả nhiều quá này. Nên là lịch sử đã cấm chốt rồi. Là trong phần mềm nó lại cấm chốt anh rồi. Bây giờ mà mã này không xả thì chốt cho anh. Tiếp tục nhá. Con này sai 42 2/3. Sai 42 2/3 cho em ạ. Sai 42 2/3. Em này 400k lên cho em mã 38 này. 400k mã 38 nha. Cái áo xuất sắc quá. Ôi giời ơi, nhìn giày sao nhìn áo làm gì anh? Nhìn giày á. Tiếp tục cho em nhá, New Balance ạ. Em New Balance này mọi người đi quần jean này size 38.5. Đi quần jean size 38.5 ạ. Con này bằng da nhá, chất liệu da rất là xịn luôn. Size 38.5. Em này 300k mã 88 này. 300k mã 88 New Balance ạ. Không tạm ạ. Đúng rồi, anh Nguyễn Văn đã bị cấm chốt rồi. Anh chốt chắc cho em thì hoặc anh chuyển khoản trước em mới chốt cho anh. Con này size cho là size 40 này. Em này size 40 cho em ạ. Em này size 40 nhá. Con này 350 mã 185 size 40 cho em nhá. Size 40 ạ. Một người đàn ông như đang than khóc như một đứa trẻ. À, Quỳnh Anh ơi cho Nguyễn Văn số tài khoản này, cho Nguyễn Văn chuyển khoản luôn nhá. Bằng cơ kìa. Cơ ơi. Đây này. Đây. Đây, 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 Nguyễn Văn này. Tiếp tục nhá, em này size cho là size 36 này. Line size 36 nhá, line e size 36 ạ. Con này rất đẹp ạ, nên chân đẹp cực kỳ luôn ạ. Size 36 nên cho mã 49. Con này mã 49 ạ, em này 300k mã 49 nhá nhá. 300k mã 49 nhá. Anh Nguyễn Văn em gửi rồi nhá. Con này ASIC kiểu 450 đó. Vâng. Tiếp tục con này size 41 này. Mọi người chốt mã kèm số điện thoại cho em ạ. Lê Thành lên cả mã cả số điện thoại rồi. Con này size 41 nhá, size 41. 49 chốt cho Lê Thành. Em này 400k, size 41, 400k đế hơi. 400k đế hơi. Tiếp theo em Azidat ạ, Azidat cho em nha. Azidat size 38. Size 38. Cái này bao nhiêu con? Đây, 300. Cái này size 38 cho em nha, size 38 ạ. Con này 300k mã 44 này, 300k mã 44 ạ. Tiếp theo Azidat tiếp này, con này size 38 2/3. 38 2/3. 38 2/3 ra lộn cho em nha. Em này 280k luôn, 280k lên cho em mã 28 luôn ạ. Mã 28 ạ. Mã 41 phúc là mã nào? Hả? À? 41 là mã nào? 41 nào? Đây, con này. Con này 41 này. Em, con này này. Này à, không, trước con này. Trước con này. Hỏi lại đi xem. Anh Trần Đức Minh ơi, con 41 này là con gì đây? Hai tám cho Nguyễn Hồng Trúc. Giày cầu lông đế kép size 37 thì không có. Không có đâu. Này 300 có bóng chuyền thì có. Dự bị mã 63. Nai đen vừa xong đấy. Nai đen đấy. Nai đen con này. Con này em tưởng đến sau con đấy mà. Đúng rồi. Size 41. Anh chúc. Đây à. Phải con này thì ok cho em cái nhá. Phải con đế hơi này ok cho em cái nhá. Nếu phải con này đế, ok cho em phát. Con này 300 rồi. 28. Okay, con này size okay. 36 này. Ok anh Trần Đức Minh nhá. Ra lộn size 36 cho em nhá. Size 36 ấy, này rất mới luôn. Em ra lộn này
300k lên trên má 51 size 36 ạ. 300k mã 51 size 36. Bóng chuyền 41. Con này 450. Ok. 450 rồi. Con đi 400 anh. Con này siêu mới luôn này, không dây, siêu mới này. Mới lắm ạ. Con này size 40 cho em này. Chuyển khoản bao nhiêu cơ ơi? Rất mới, kệ, biết chuyển khoản thôi. Thế anh ghi luôn vào đây, mai đỡ phải trích. Thôi kệ, mai không nói cũng trích. Em này size 40, không dây, size 40 nha. Con này 400k lên cho em mã 60 ạ. 400k mã 60, size 40. Ở lại phương xa ấy. Ông cho xem con bóng chuyền đi, không có thì xem bằng cái gì anh ơi. 60 cho Thuận Phong Cường. Bóng chuyền thì anh phải báo sai cho em, bây giờ không báo sai thì em không muốn lên được đâu đây. Mà không phải sai của anh thì em lên thì cũng mất thời gian thôi anh ạ. Bóng chuyền sai 41 1/3 bóng chuyền này. Ok, sai 41 1/3 bóng chuyền, con này 500k mã 09. Ở 500k mã 09, cầu lông 43 em không có. 450. Con này 400. Tiếp tục sai 42 2/3. Em này sai 42 2/3, nó thật con này quá mới luôn. Vừa mới vừa đẹp luôn này. 42 2/3 luôn ạ. Em này cũng 400k lên cho em mã 67 nhá. Mã 67. 09 cho Tuấn Ngọc. Con này 500. Đúng rồi. Cho xem mã 76. Ok anh luôn. Ơ con đi xem lại lần nữa rồi mà. Anh chốt được rồi, anh chuyển khoản rồi. À thế. Ừ. Asic thì không được. Đây. Được chưa ạ? 67 cho Oanh Ngọc nhá. 41.5 nhá. 41.5 ạ. Tiếp tục. Em này Puma size 39 này. Trời ơi, Puma size 39. 09 size bao nhiêu ạ? Em chưa nghe rõ. Chắc thế mà đã chốt. 09 là 41 1/3. Size 39 em Puma này ạ, cũng mới tinh luôn. 39 Puma. Cái này 500. Em này 380 nên mã 75. Con 400k. 380 mã 75 nha bạn, mã 75. Cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình. Em này sai cho là sai 42. Đôi Adidas ra sau con. Anh Trần Đức Minh anh không trước được đâu nhá. Mà logo hai bên như đôi cánh. 75 cho Thuận Phong Cường. Không có em ơi, mỗi con chỉ có một đấy thôi, mỗi mã chỉ có một con thôi. Ôi Phạm Duy Mạnh ơi, cái con gì đấy? Con 38. À, như tờ sổ. Anh Mạnh ơi. Kín cả màn hình của em anh Mạnh ạ. Kinh khủng quá. Nô đề vẫn nô đề. Khủng quá. Đôi Asics 41.5 anh Văn Ngọc anh chốt rồi. Con này size 42 nhá. Em này size 42 ạ. Size 42, con này 350k nên cho em mã 60. 350k mã 60 size 42. Size 42. Em lại cứ tưởng gì, hóa ra nó vào nó quảng cáo nô đề. Kín trong màn hình. Kinh quá. Ở đây làm gì có ai lợ, người ta đang đi mua hàng, người ta đang nhiều tiền. Người ta dư tiền, người ta đi mua hàng, cứ bảo lợ. Size 40.5 Reebok ạ. Em này size 40.5 Reebok nha. Em này 380k nên cho em mã 159. Con này đế nguyên bản luôn ạ. Ôi, hôm nay ca 8 người á. Giật mình luôn đấy. 76 chốt cho anh Nguyễn Văn anh chuyển khoản rồi mà. Em này 380k lên cho em mã. Lên cho em mã 159 này. Mã 159 nha. Đồng thế, hôm có ca giữa, hôm nay ca 8 rồi à. Mọi người vào đây chơi. Vui thì vào thôi. Em này size 39.5 cá sấu nha. Đây cá sấu đấy ạ. Cá sấu đấy. Đặt cốt size 39.5. Các bác bắt đi. Size 39.5 cá sấu nha.
Cá sấu em này 500k lên trên mã 89 này. Con này 500k mã 89 cá sấu nha. Bán rẻ hôm nay, bán rẻ. 159 cho Toàn Nguyên. Con này 450. Đẹp, con này đẹp. 450. Là em có chốt một con này rồi, anh tìm em con form tương tự size 42 với anh rồi, em ơi. Con này 450. Con này 38 anh. 89 cho Viết Tâm. Tiếp tục con này size 39, New Balance size 39 này. Size 39 nhá, em lại 380k lên cho em má 100. Đấy, 39 hôm nay lỗ liên tục. Má 100 ạ. Nhà 39 lỗ liên tục luôn. Xem bán giày thôi cũng nghiện á. Mình bữa chốt đôi 34 có được không số? Bữa trước chốt đôi. Con này size 42 2/3. Nếu như mà không được, không thấy ai điện lại thì không được đâu. 42 2/3 con này form dáng quá đẹp luôn ạ. À. Em giày này. 100 chốt cho Phạm Đức Ma nhá. 42 2/3 nhá. Ai chốt được em này chúc mừng luôn. Con này lên cho em là 450 mã 07. 450k mã 07 ạ. À. Này 400. Đã. Con này 38 anh. Tiếp tục. Con này size 36 ạ. Ok anh Thuật Phạm. Con này up wide nhá. Đây là dòng up wide của Nike ạ. À. Size 36 ạ. Lên chân sẽ rất đẹp với cái hàng chữ này, với cả những cái màu sắc như vậy ạ. Size 36. 07 cho Nguyễn Con nhá. Dòng này là đế cao su non mọi người nhá. Đi cho nên là rất là êm vững. À, kể cả mọi người chạy cũng không bao giờ lật cổ chân, ok chưa? Size 36 con này lên cho là mã 20 350k. Mã 20 350k. Mà đặc biệt em này đi quần sóc, chị nào vừa chân trắng trắng đi quần sóc đẹp này. Hoặc là đi quần jean thì thôi bao phê luôn nhá. Ôi này, cá sấu mà phải xem lại á. Cá sấu của ai đây? Em hỏi đây. Viết Tân nhé. 89 chốt cho ai vậy? Đúng rồi, 89 chốt cho Viết Tân này. Đây, cho Viết Tân xem lại. Khi chiều có ảnh chốt. Đúng rồi, chiều có anh chốt 1,3 triệu đây, cá sấu đây. 20 chốt cho Khánh Hương nhá. Dây cá sấu thì không phải suy nghĩ rồi nhá. Rất nét luôn ạ. 20 chốt cho Khánh Hương nhá. Con này 400. Chuẩn mà, quần sóc con đấy đi siêu đẹp luôn. Con ý 350 thôi, rất đẹp luôn. Gửi em một nọ chị hôi chân. Không biết chị có gửi không anh Phúc. Chắc quên mẹ rồi. Để mai anh bảo nó gửi cho nhá. Ok bố Green nhá. Nhà em thì có cái nọ xịt. Nó có cái nọ xịt. Mọi người mà dùng liên tục trong một tuần ấy, thì đến cái tuần kế tiếp, tức là mình dùng liên tục trong một tuần, đến cái tuần kế tiếp ấy, thì một tuần trời mọi người chỉ dùng có một lần thôi, là mọi người đi giày cả tuần luôn. Sẽ không có mùi nhá. Rất là sướng luôn. Tiếp tục con này size 42 ạ. Cá sấu người chốt mất rồi. Size 42 cho em nhá. Size 42 con này lên trên mã 80. Size 42 mã 80 ạ. Mã 80 con này 380k. Cá sấu đã bị anh Viết Tân thịt mất rồi. Đôi này màu trắng sau lưng size bao nhiêu. Tiếp tục ạ. Em này size 42 2/3. Có đôi nào chạy bộ rẻ rẻ size 41 để em anh. Ok chị Khánh Hương nhá. Con này size 42 2/3. 42 2/3 con này 400k. Lên mã 47 ạ. 400k mã 47 cho em nhá. Mã 47. Con này là con bóng rổ này. Bóng rổ rất mới size 44. Em này size 44 ạ, bóng rổ size 44 nhá. Con này 400k mã 68 này, 400k mã 68 mới 100% luôn. Mã 68 ạ. 47 cho Thái Đặng nhá. Anh Đặng Cường Ngô á. Anh Đặng Cường Ngô. Đây này đi bán ngô rồi. Đây đây đang vụ ngô các bác ấy.
tập trung bán rồi. Anh đang cứ ngô có một cái biến cố nhỏ nhỏ đang phải giải quyết, thành ra là anh không vào được. Có lại size 38 này. Size 38 ạ. Em này 350k lên trên mã 85. 350k mã 85 nha em nha. Nhà em bán luôn đấy, bán cái nọ khử mùi ô chân đấy là 250.000 một nọ đấy. Miễn phí ship. Sau 8 cho khoai dinh dưỡng nha. Tiếp tục con này size 39 ạ. Khoai dinh dưỡng. Em nhớ không nhầm thì con này nó trên dưới khoảng 10 triệu mọi người nhá. Khoảng 8 đến 10 triệu gì đấy. Có một cái loại mà tương tự này nó rơi vào khoảng 22 triệu. Cái loại này, con này đi quần shop cũng đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Em này size 39 nhá. Con này 500k mã 19. 500k mã 19 nhá em nhá. Anh Văn Trường ơi, buổi trưa bọn em chốt là đi hàng hết rồi. Nếu mà anh chốt như thế này anh không được rồi. Con này là 450. Con này 400 đây. Đôi bóng đá này size 42.5. Size 42.5 bóng đá nhân tạo. Ok, xin nguyện nhá. Size 42.5. Em này là 450k mã 05 ạ. 450k mã 05. Tiếp tục một em Nike Running. Nike Running cho em là size 43. 19 chốt cho Hiếu hay hờn. Size 43. Hay hờn. Kinh quá. Con này 400k mã 92 ạ. 400k mã 92 nhá. Size 43. 400k mã 92. Con này 400 rồi. Con này 500 anh. Tiếp theo nhá, em này size 42, bóng đá size 42. Hè ra Hà Nội chơi á. Size 42 bóng đá Adidas size 50 mã 79 nha em ạ. Hè đến rồi, chúng ta đi tìm. Mã 07 em chốt trước rồi anh nhé. Ai? Tiếp tục size 43, con này size 43 1/3. Nguyễn con được một con rồi. Size 43 1/3. Không nhớ là con nào. Em này 380 mã 101. 380 05, mã 101. Chốt cho Tuấn anh to nhá. Mã 101 380. What? Chị nào chốt con này này, rất đẹp này. Rất vừa chân mà đẹp này. Con này 3 400. Hả? Đúng rồi. Con này có người chốt mất rồi anh Quang anh ơi. Em này size cho là size 36 này. Siêu đẹp nhá, size 36 ạ. Con này rất VIP luôn. Một em like size 36 mới tinh. Con này 400k mã 32 ạ. 400k mã 32 nhá. Mã 32 cho em ạ. Tiếp tục em này like size 37.5 chạy bộ. Size 37.5 chạy bộ. Con này 300k mã 163 này. 300k mã 163. Cho anh nhìn lại mã 05 á. Sợ rút mã ra rồi. Mời thành chốt chốt tại đây. Không ngăn đây. Đây. Được chưa? 79 cho Cường Huyên Cường nhá. Con này độ mới cao nhá, độ mới cao ạ. Độ mới cao cho em nhá. Da lộn này. Đấy, mõm thì thiết kế khâu rồi nhá. Rất chắc chắn luôn. Bán rẻ đấy, bóng đá bán như thế đấy. Rất rẻ luôn. Con này cũng 400 hay 450. Đá. Con chính thức phải 48. 32 chốt cho công bớp nhá. Tiếp tục con này size 40 Puma. Puma size 40 cho em ạ. Ui giời ơi, con Puma quá đẹp luôn. Puma size 40, dòng này mọi người biết như nào không? Mọi người biết dòng này như nào không? Tức là cái con này nó đúc từ đế lên trên. Đấy, nó đúc nguyên khối cho em nhá. Đây là giày nó đúc nguyên khối này. Nguyên một cái khối như kiểu Croc ấy. Mọi người biết dép Croc không? Đấy. Nguyên khối cho đến cái vị trí này bắt đầu là nó mới có một cái đường chỉ này. Đấy. Cho nên là nó rất là bền
độc lạ này, con này 40 1 phần 3 còn 400k. Em Puma này là 450k lên trên mã 20 ạ. 450k mã 20. 163 chốt cho ngốc vô tư ngốc nhá. Ngốc vô tư ngốc. Đây rồi. Lấy 500 về để lại 600 mà. Khéo mà lại có duyên. Em này size 42. Cái chuyện đấy là bình thường mà. Tại vì nhà mình nói thẳng luôn, bán bóng đá nhiều khi có những hôm bán rẻ, có những hôm thông thường bóng đá bây giờ ngoài thị trường toàn bán 600-700 thôi. Con này size 42 nhá. Một em Adidas size 42 ạ. Con này 350k lên cho em mã 14 này. 350k mã 14 ạ. Con đi đâu rồi? Mã 40 cơ. Mã 40 á? Mã 40 con Puma là sao? Đây này. 20. 20 chốt cho Nguyễn Đức Quang nhá. 450 rồi. Vâng. Tiếp tục một em giày, con này sản xuất 2018 tháng 10 này. Tháng 10 con này made in Indonesia, dòng đế mới nha. Made in Indonesia. Em này size 41. Size 41 cho em ạ. Con này 400k mã 98 ạ. 400k mã 98 nha. Em xin líu lưỡi luôn á. Em còn líu lưỡi đâu. 14 chạy bộ ngoài được. Em này size 41 ạ. Con này thì vừa có thể chơi bóng rổ và bóng chuyền được luôn nhá. Dòng đế này có thể chơi bóng chuyền được ạ. Bóng rổ, bóng chuyền chơi được nhá. Con này size 41 của Nike ạ. Mới ạ. Rất mới luôn. Con này 450k mã 35 này. Mã 35 cho em ạ. 450. Con 14 này chạy được không? Không, con 14 không chạy được đâu. Rồi, con 14 chỉ đi xem. Chơi thôi. Ok, bố Green. Cho xem lại bạn đây. Đây. Em đát này là sản xuất tháng 10 2018. Cái mã 20 này em chốt chuẩn, các bác yên tâm em chốt chuẩn nhé, không sai đâu nhá. Tháng 10 2018 nha. Mã 98. Mọi người chốt 20 hết kia okay, mà. Ok, đặt mấy tháng. Mọi người chốt 20 hết kia mà. Cả những em lại nhầm à? Tiếp tục con này size 42.5, bác nào mà chưa có con này hãy sở hữu ngay đi ạ. Nó quá đẳng cấp luôn này. Không dây mà cuối cùng thì nhìn nó lại cái form giày này mà lên chân, em nói thật mọi người quá đẹp luôn. Em thử lên chân phát cho mọi người xem nhá. Đấy. Để lời em nói có đúng hay không ạ. Anh Bon ơi, má nào đây cho xem luôn anh Bon ơi. Quá đẹp luôn. Con này không khác gì dáng con tên lửa mọi người nhá. Nó không khác gì cái đế này. Cái gót chân nó đẩy hết về đằng sau. Mã 20 rất đẹp rồi luôn. Ok nhá các bác nhá. Này. Bác nào chốt cái con này ạ? À? Bác nào chốt con này 500k cho em nhá. Size 42.5. 500k lên cho mã 76 này. Mã 76 ạ. Đây Phúc cho các bác xem mã 20 các bác kiện đây. Trời ơi. Đấy. Mã 20 các bác kiện, cho các bác kiện luôn đi. Các bác em cho xem duy nhất một lần này trong cái live này thôi nhá. Tí nữa mà có ai mà chốt mà trước trước sau sau thì đừng bảo em cho xem nhá. Tại vì nó mất thời gian lắm. Đây mã 20 là Nguyễn Đức Quang được đúng không? Đúng rồi. Đấy nhá, không ai chốt mã 20 đấy nhá, mọi người nhìn nhá. Được chưa? Tức là ai chốt trước thì nó sẽ xuống đây trước nhá. Anh Đặng Văn Thắng đứng thứ mấy? Xem anh Đặng Văn Thắng. Toàn Võ đứng thứ 2 này. Đấy. Poster Camera đứng thứ 3 này. Đấy. Anh cũng kiện là một. Anh này. Bon này, anh Bon kiện đúng không? Anh Bon. Otoria cũng kiện này, anh Bon cũng kiện này. Anh Bon đứng vị trí này thì anh theo anh là anh được hay là anh mất? Anh Đặng Văn Thắng cũng kiện. Rồi ông Khoa Đăng Đỗ này, ông đứng đấy. Một trên và ông Poster Camera này đứng kẹp dưới này thì anh kẹp giữa thì anh có được không ạ? Anh kẹp giữa là anh chết rồi. Khang Vũ này, Khang Vũ thì cấm chốt cho không tính này. Đặng Văn Thắng đây. Đặng Văn Thắng là đứng thứ bao nhiêu? Em chưa đếm, em không đứng thứ N. Đấy, đây này, mọi người nhìn nhá. Các bác yên tâm em chốt chuẩn mà. Đây, ai comment này, ai comment thì bắt đầu nó mới từ trên nhảy xuống nhá mọi người nhá. Ai comment mới xây xuống này, ai chấm cho em phát xuống này. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy.
khổ lắm. Nếu mà các bạn tin tưởng em không sai đâu nhá, không thiên vị ai đâu nhá. Trừ khi bác nào cấm chốt thì em chịu, em không dám chốt. Hoặc bác nào đỏ đít thì không không được, cũng có con này bán 76 ai chốt thôi. 76 chốt rồi. 76 chốt cho Nguyễn Trung Hải. Con này 4-5-10. Con 4-5-10. Con này 500 này. Đây này, con này nữa này. Con này nói thật em vừa trần thì rất đẹp luôn ạ. Con này là dòng đế bốt size 41 1/3. Size 41 1/3 nha. Khi mọi người vào chân thì cái chữ này là chính là cái điểm nhấn của con giày này. Đúng rồi, ăn đi võ là có lịch sử xả hàng nên là đã bị đỏ. Con này rất vừa chân nha, size 41 ạ. Em này 450 lên trên mã 22. 450 mã 22 nhá. Đình Quang là xả 2 lần rồi, cũng có lịch sử 2 lần nên là khó chốt, cực kỳ khó. Khang mã 22 bị cấm chốt rồi nên là do anh xả quá nhiều hay sao ấy. Anh Lạc Trôi Phúc có áo đẹp thế á. Đẹp bình 22 thường đấy nhỉ. Chốt cho anh Quyền. Đẹp bình thường, tức là nói chung là mọi người mà chốt nhiều xả nhiều là nó là shop lọc đấy, shop lọc khách hàng đấy. Con này 450. Em này size 41. Đúng không? Em này size 41 cho em nhá, size 41. Con này 380k lên trên mã 55 ạ. 380k mã 56 đấy là của Nguyễn Hải Trung đấy. Mã 55. Sao lại cấm chốt mình? Em không rõ lắm. Tại vì là thường ấy những cái phiếu mà xả ra là nó có tên anh. Mà tên anh mà xả lần thứ 3 hoặc là lần thứ 2 mà với số lượng quá nhiều. Hoặc là gọi điện này nó nhiều nguyên nhân lắm. Chốt hàng xong gọi điện không nghe máy hoặc là inbox cho rồi đọc nhưng không trả lời. Cũng xả ra là thôi cũng không cấm luôn. Tại vì là chốt xong mà gọi điện không nghe máy thì không khác gì là không liên lạc được rồi. Mà không liên lạc thì lần sau mà chốt tiếp lại như vậy thì làm sao, đúng không ạ? Cho nên là nhất rất nhiều nguyên nhân nhá. Công Bơm ơi, mai nhân viên chụp hình gửi đấy. Ảnh cho nhá, Công Bơm nhá. Cho nên là nếu ai mà dính vào trong những cái trường hợp đấy phải hết sức lưu ý, lần sau mà chốt là phải chốt thật chuẩn. Thì sau đó thì liên hệ với shop để shop ấy nhá. Shop báo, shop gỡ ra thôi chứ còn bây giờ bởi vì đông quá thì bên em phải lọc khách hàng đấy. Trên phần mềm nó tự quản lý hết mà. Có lẽ size 44 nha này, size 44 Asics size 44 ạ. Asics size 44 nha em nha. Asics size 44, con này 450 mã 25. 450 mã 25 nha nha, mã 25 ạ. Ôi dồi ôi, bác nào có hỏi cầu lông size 40 mà em từ đầu giờ em trả lời mấy lần rồi. Ok, Công Bơm nha. Tiếp tục, con này size 42. Cười. Siêu êm size 42 nha. Cười. Mới này. Cười. Siêu êm size 42. Con này 450 lên trên mã 00 ạ. 450 mã 00 ạ. Mã 00 ạ. Đánh vào đâu thì gửi luôn được. Hả? Cái này đánh vào đâu thì gửi. Thôi bỏ qua đi. Không, mai không có sóng. Anh bảo gửi luôn. Gọi nó ra hả? Tiếp tục. Một em giày siêu độc lạ nha. Con này size 40. Em này size 40 nha em ạ. Size 40 ạ. Giày này của các chị mà chị nào đi vừa size 40 rất là đẹp luôn nha. Con này quá đẹp luôn. Gửi cái số tài khoản cho Công Bớt cả. Size 40, con này 380k lên cho mã 183. 380k mã 183 cho em ạ. Mã 183. Với như em cô gái anh từng yêu. Tiếp tục, con này size 39 này. Fila size 39 mới 100% luôn. Fila size 39 mới 100% nha. Em này 380 mã 42, 380 mã 42 nhá. Mã 42. Kinh, bố Green xin một lần đỏ. Cho đỏ luôn. Cho đỏ luôn bố Green nhá. 1700 người xem là toàn người đam mê giày vào giải trí thôi. Ok, anh Thuận Phong Cường ơi, mai nhân viên gọi điện cho anh báo nhá. Em này size 42.5 ạ. Đế rất mới nhá. Size 42.5 ạ.
Em này 450 lên trên má 45 nhá. 450 má 45 ạ, à. Má 45. Một em Climacool size 42 2/3. Size 42 2/3. Em này chốt cho Hồ Ngọc Hữu. Em này 400k lên cho em mã 73, 400k mã 73. Tiếp tục nha, em này không dây cho em ạ. Mình đặt đôi 45. Các bác chốt phải lên mã và số điện thoại luôn giúp em mới chốt được. Chứ còn em mình này, em này là Solixbot, có lẽ Solixbot size em là size 41. Em này size 41 cho em nha, size 41 ạ, à, không dây. Con này còn đế thoáng luôn nha, đế thoáng mọi người ạ, Climacool này. Climacool ạ, à, em này 450 lên cho em mã 02 ạ, à. Mã 02 nha. Size 45 đúng không? Size 45 có mấy con này lúc chiều không biết phải chụp cho anh không? Size 45 có con này thôi. Size 45 siêu nhẹ con này nha. Không em... ai chốt cho Nguyễn Huyền Trang. Em này size 45 ạ. Size 45 con này 400k mã 79 này. 400k mã 79. Con này 45. Đúng. Còn một em nữa này size 45 này. Thôi rồi, thế rồi anh cười. Nó bị đổ mất cái ấy rồi. Đây, cứ lên từ này anh nhặt. Con này size 45 này, 1/3. Size 45, 1/3. Em này cũng 400k mã 76. 400k mã 76 ạ. 38 có nhá. Gộp đơn hộ mình buổi chiều. Đơn buổi chiều đi rồi chị Nguyễn Huyền Trang ơi. Em này con easy nhá. Con này cho nữ rồi, cái này nữ. Anh bán giày thể thao không hả? Không, anh chỉ bán mấy cái đôi giày này thôi, giày thể thao anh không bán đâu. Con này size 37 1/3 này. Size 37 1/3 cho em easy nhá. Con này 550 lên cho em má 68. Mã 68 ạ, size 37 1/3 nhá. Đây anh chỉ bán mấy cái loại giày này thôi chứ con giày thể thao anh không bán đâu. Có mấy loại giày này thôi, em cứ chú ý xem nhá, xem phải giày thể thao thì em mua nhá. Con này size 42 2/3. Size 42 2/3. Con này 400k mã 09 này, 400k mã 09 ạ, mã 09 em ạ. Đấy, chỉ có giày thôi, làm gì có giày thể thao. Giờ ai bán giày thể thao, toàn bán giày. 68 cho Mi Dũng Trần nhá. Này 450 em làm sao? 550. Con này size 39.5, ASIC size 39.5. Size 39.5. Trời ơi cái đế này. Đế quá yêu luôn mọi người ạ. Size 39.5, con này 400k mã cho em 45 này. 400k mã 45 nhá. Em lên một con cổ cao ạ, à. Cổ cao của Line 97 ạ, à. Con này giống con Line 97, size 41, cổ cao size 41 ạ. À, giày đi chơi không phải giày thể thao. Ok, thế thì lúc nào thấy con nào mà chơi thể thao được thì chốt em nhá. Tiếp tục nhá, em này size 41, size 41 ạ, à. Con này 380k lên trên mã 35 này. 380k mã 35. 45 chốt cho Mạnh Hoa Đào. Kiều Văn Ngô Bắc Tử cũng buồn. 400 hay 150? Con này 400. Ok, Hiếu hay hơn nhá. Trả lời comment các bác nên là nhớ. Con này size 43 nhá, line size 43, size 43. Con này 380k lên trên mã 101. 380k mã 101 ạ, mã 101. Con này đẹp này. Em này một em vào chân và đi quần jean rất đẹp luôn ạ. Cái này hôm trước em thử chân cho mọi người xem rồi đấy. Đẹp lắm. 78.
78, con này size 40.5, quốc dân luôn. Đây. Size 40.5. Em này size 40.5 à. Con này 400k đây cho em má 80, 400k má 80 cho em ạ. Cái này chắc cho các bé thôi. Em này size cho các bé size 35 này. Lạc đâu một em size 35 của các bé nhá. Bé trai nhá, mọi người chốt bé cho bé trai này. Size 35 cho bé trai này. Con này 250k mã 92. 250k mã 92 ạ. Cho em một chân đọc centimet của mình được không anh? Có đi size bao nhiêu chẳng hạn? À đấy à, thôi thôi. Đấy. Mệt lắm em ạ. À. Mình lấy size 35 nhé. Rồi chốt mã cho em anh ơi. Con này size 39 ạ, sò size 39 cho em nhá. Một em sò size 39 made in India. 39 1/3 em sò này. Con này 380 mã 56 ạ. Size 39 này lổ liên tục, 380 mã 56 nha. Anh ơi anh phải lên mã kèm số điện thoại cho em. 80 cho Phương, anh Phương Lê nhá. Mã 92 anh gì đây? Việt Ngọc. Lên nha cái mã 92 và cộng cái số điện thoại cho em nhá. Em lên con siêu phẩm này. Life Free. Anh cho con này mã 183. Con này hai lớp luôn. Con giày này hai lớp mọi người. Đi vào chân cực mềm luôn nhá. Em này size cho là size 43. Rồi bác ơi. Size 43 em này rất đẹp. 183 là con gì? Rút mã mất rồi. 92 chốt cho Việt Ngọc nhá. Em này ạ. Này trẻ em à. Con này 250. Đấy anh cứ lên đủ cú pháp thế thì ăn rồi đấy. Con này size 43, con này 450 lên mã 61. 450 mã 61 size 43. Size 43 cho em nhá. Được đấy, bố cứ lên được đấy. Size 40 ạ. Em này size 40 nhá, size 40. Cho Harry Vũ nhá. Size 40 mới tinh ạ, à. Con này 400k mã cho em 34 này. 400k mã 34 size 40. Con này 450. Bây giờ. Tiếp tục, size 36 2/3. 36 2/3 mới tinh nha em nhá. Rất mới ạ. À. 36 2/3. Con này 280k mã 141, mã 141 280k. 34 cho Nguyễn Văn Dương. Hello shop. Canh mê làm cái siêu phẩm nữa. Ôi giời. Chốt được 34. Shop ok. Ok Nguyễn Văn Dương nhá. 400k. Tiếp tục con này size 41 made in Indonesia mà size 141 chốt cho Việt Ngọc. Con này mới dã man luôn. Size 41 khỏe nhất đấy. Size 41 cho em ạ. Em này 450 mã 75 này. 450 mã 75 cho nhá. Mã 75 ạ. Em này 350. Con này 28 anh. Con này là line Vapomax. Line Vapomax. Con này chắc size 36 thôi. 75 cho Nguyễn Đức Giang. Con này size 37.5 ạ, Live Vapomax size 37.5. 37.5 nhá. Con này 350k mã 102. 350k mã 102 ạ. Anh Dương ơi, đôi nếu mà hôm qua đã đi hàng rồi anh Dương ơi. Hôm qua nhưng mà vấn đề là hôm qua mà banh rồi thì sợ đi hàng rồi, còn chưa banh thì vẫn còn hàng đây. Anh cứ banh luôn đi, mai nhân viên em đi hàng luôn cho sớm. Lên con Fila này. Đẹp. Fina này size 44 1/2. Size 44 1/2 Fila cho em nhá. Fina. 102 cho Kit Tin Võ nhá. Em này 380k nên cho em mã 89 ạ. Mã 89. Con này 350. Buồn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai. Con này size 42 2/3. 42 2/3 cho em ạ. Siêu mới cho em nhá. Con này hoàn hảo luôn ạ. 42 2/3 này, đế này. 2/3 cho em nhá. Nói chung là size 42. Con này 400k mã 85.
400k mà 85 ạ. Con này tem mác đầy đủ 2 đôi mũ nhá. Tiếp tục. Một em nai đế hơi size 40. Em nai này đế hơi size 40 ạ. Size 40. Em này 350 lên trên mã 27. 350 mã 27 size 40 nha. Mã 27. Ông vừa nãy có bác hỏi là con này mà bảo bác cho số điện thoại mà không cho, bảo con là chốt lại con này. Chốt lại 35 ạ. Ừ, mã 35 về có bác hỏi vậy. Có con này 380k size 41. 380k size 41 nha. Size 41 lên cho em mã 35 nhá. Bác nào vừa nãy chốt chưa được là chốt lại nha. 27 cho Thanh Nam nhá. Mã 35. Con này là 350 hay 38. Ok ok, anh Trần ơi. Con này 350 anh. Tiếp tục em nay lại size cho em là size 38 này. Line ra lộn size 38 nhá. Size 38 ạ. Con này 300k mã 71. 300k mã 71 ạ. Mã 71 nha. Tám năm cho Chong Mang Ro Reno nha. Em này size 44 2/3. Cả mồm. Size 44 2/3. Độ mới rất chào ok luôn. Chào bố Clean nha. Size 44 2/3. Con này 400k. Ngủ sớm thế. Lên nha mã 90. Mã 90 con này 400k mã 90 ạ. Tiếp tục. Size 41. Em này size 41 ạ. Hồng Thiêm. Con này nó cũng như kiểu cờ đốc mọi người nha. Đúc đế ạ. Đế đúc cho em nha. Pin yếu anh ơi. Ok. Con này đúc đế cho em nha. Size 41 đúc đế ạ. Em này 350k lên trên mã 163. 350k mã 163. Thì em này lên thấy đây là một con nữ nữa rồi. Anh đi uống hộp nước cả mọi người nhá. Số 3 cho em bộ được không? Đôi màu lón chuối phía sau. Bạn là size bao nhiêu? Con này cầu lông ạ. Cầu lông con này size cho là size 41. Cầu lông size 41 ạ. Bác là chốt con này 450k nha, lên trên mã 38 ạ. 450k mã 38 size 41. Size 41 nha. Lên siêu phẩm. Phát cho anh giò ạ. Cho giòn đi anh Phúc. Siêu phẩm anh để cuối nay em ơi. Lúc nào mà mọi người kiểu như là đang kiểu như là đang bị động ấy thì anh mới lên em ấy nhá. Tiếp tục con này size 36 cho em này. Em này size 36 ạ. Size 36 nhá. Con này nó không khác gì con Ultra Bot mọi người ạ. À không phải, con này để kêu ra farm nha. Size 36 em này 350 nên rất đẹp nha. Form chân đẹp nên cho em mã 79 này. Con này lên cho em mã 79 ạ. Mã 79 ạ. Tiếp theo mà em chạy bộ size 41. Ok Thành Nguyên nha. Em này chạy bộ size 41 rất mới nha. Chạy bộ size 41 ạ. À. Con này 400k mã 71 này. 400k mã 71 size 41. Tiếp tục. Mình nai đến mấy giờ số bơi? Em nai đến 10 rưỡi ạ. À. Bây giờ mới có 9 giờ 15, mới nai được hơn 1 tiếng.
Con này size 41 tiếp này. Size 41 ạ. Con này cũng 400k, mã cho em là mã 67. 400k mã 67 size 41. Chỉ mong em hãy chọn đúng người, thật lòng thương mến em. 71 cho pin nương mình nhá. Đây này các chị, vừa con này chốt ngay cho em con này. Size 39 luôn. Cái size 39 quá đẹp luôn. Đúng rồi. Nó mới 100% nha em ạ. Size 39 mới 100% và đẹp nữa nha. Rất đẹp và tăng chiều cao mọi người nhá. Ít nhất cho chị đi con này nó phải cao tầm được hàm 3 phân rồi. 3 phân. Size 39 khó kiếm nha nhá. Em này 400k lên cho em mã 100 ạ. 400k mã 100 size 39. Tiếp theo. Bạn nào đang mặc không bạn? Ôi giời, nhiều người thích lấy quá nên em không biết bán cho ai ạ. Thôi để em mặc mọi người ngắm chung nhá. Con này size 42.5. Size 42.5 cực kỳ mới ạ. 42.5 cực kỳ mới ạ. 100 cho anh Quyên nhá. Em này 380 mã 60. 380 mã 60. Đây 400. Đúng rồi. Sáu mươi cho Ngạn Nguyễn nha. Tiếp tục. Con này size cho là size 42.5 tiếp này. Size 42. Ôi trời ơi cái đế này. Cái đế mới tinh luôn ạ. Size 42.5 con này cũng 380 mã 64. 380 mã 64 ạ. Đôi Jordan xanh sau lưng. Anh size gì? Jordan xanh sau lưng nữa. Con này đâu phải Jordan đâu. Con này là Undermore. Bóng rổ. Trên này thì đa phần là bóng rổ, bóng đá. Bóng đá đây. Bóng đá size 44 này. Size 44 500k mã 07. 500k mã 07. 64 cho Phong Toli nhá. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình bị đánh mất. 38 này. Tiếp tục con này size 37.5. Size 37.5 ạ. Em này 280k mã 48. 280k mã 48 size 37.5. Đây em lên con bóng chuyền này. Bóng chuyền Asics size 38. Size 38 con này 380 lên trên mã 75 ạ. 380 mã 75. Đấy. Ai cần bóng rổ thì comment lên nhá. Tại vì là bóng rổ em phải comment nên em lên. Chốt mã cho em số điện thoại, không có mã là không chốt. Con này size 37. Không dây size 37, Reebok đi vào chỉ có sướng chân. Con này cũng 280k mã 32 này. 280k mã 32. Nguyễn Tường, vui lòng lên số điện thoại. Jordan 1, hồi nãy size mấy? Size 36 sao ấy? 75 cho Khoa Đăng Đỗ nhá. Con này size 44.5. Size 44.5 em này 350 lên cho mã 84 này. Mã 84 không có bóng bàn 44 đâu. Đây có con Ultra Boost này này. Có con Ultra Boost này nha. Con Ultra Boost này size 41 1/3. Ultra Boost size 41 1/3 mới tinh luôn ạ. Mới tinh nhá. Bác nào chốt hơn em này 650k lên cho mã 22 này. 650k mã 22 size 41. Mã 22 cho em ạ. Mã 22 ạ. Mã 22 nhá. Đấy, Ultra đấy. Đây là em có một con tên lửa nữa này. 22 cho anh Quyền. Con tên lửa này size cho là size 43. Mỗi tôi size to thôi. Tên lửa size 43. Size 43 em này ạ. Con này 600k mã 19. Mã 19 600k tên lửa. Đấy. Có bao nhiêu em lên hết rồi. Bóng đá nữa này. Bóng đá size 44 rồi. Em bóng đá này cũng size 44 nha. 44 con này ạ, 480k mã 80. Mã 80 cho em. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình. Tiếp tục, một em giày form dáng nha, con này form dáng cực đẹp luôn ạ. Màu sắc cách phối cũng đẹp nữa. Phối đẹp.
Vé không đọc có là 80 hay 60. Hả? Tìm con 60 cũng đọc chẳng thấy đâu. 60 á? Ừ. Sốt con 60 chẳng thấy. Xem con Rebook này với con này thôi. Xem con này. Con 3. Con này là 32, 4, 84. Trên mày con này á? Con này 84 tiếp. 60 là con nào các bác nhỉ? Bác nào vừa chốt 60 nhỉ? Mà Trần Tiến Amo bóng rổ phía sau ạ. Đây, Amo bóng rổ phía anh sau. Anh 19 chốt cho Ani Võ. Anh Ani Võ chốt chắc cho em nhé. Sai 43. Bóng rổ sai 43 cho em ạ. Undermore sai 43. 60 con đỏ. Con này 450 lên cho em má 92. Má 92 ạ. Má 92. 60 kia sao? Chốt rồi. Ừ đúng rồi. 60 chốt rồi. Anh Trần Tiến ơi, con đấy là có người chốt rồi. Anh Ani Võ chốt con tên nửa đấy. Chuẩn rồi chắc cho em nhá. Em này sai 40 ạ. Sai 40 cho em nhá. Con này sai 40, con này 400k má cho em là 104. 400k má 104 sai 40. Giờ than van cũng chẳng ích gì. Người bận tâm trí. Bóng đá mã 79. Làm gì có con đát 42 nào. Đây. Con đi 44.5 ASIC sai 42.5 ASIC. Con này 380k nên cho em mã 38 này. Mã 38 380k. Ở nơi phương xa đó những gấm quanh mình. Người có biết không biết mình. Tiếp tục. Đây, chị nào mà vừa thì lên chốt con này nhá. Riêng con này đi cực êm luôn, em nói thật luôn. Em này size 36 ạ. Size 36 cho em ạ. Mới nhá, độ mới rất cao luôn. Size 36 ạ. Size 36 cho Kitcher ạ. Em này 350 lên cho má 47. 104 cho Mạnh Hoa Đào nhá. 350 má 47 ạ. Đi bộ sướng mê luôn mà đi em. Chơi đi làm cũng được. Con này 400, 450. 400 anh. Tiếp tục Lưu Ba Lần. New Balance size cho là size 42.5. New Balance size 42.5. Em này 380 mã 09. 47 cho chị Khánh Hương nha. Ok chị Khánh Hương nha. 380 mã 09. Cái này 350. Đúng rồi. Chị chốt con đấy về đi cực phê luôn nhá. Ấy luôn, quá sướng luôn. Quá ngon luôn con đấy. Em này size 44. Size 44 ạ. Size 44 nha. Em này 350 mã 20. 350 mã 20 size 44 cho em. Size 44. Tiếp theo con này size 42.5. Size 42.5 đế hơi size 42.5. 42.5 ạ. À. Con này 350k nên cho em mã 28 này. 350k mã 28 cho em ạ. Mã 28. Em lên con ASIC. Đế bệt ASIC. Con này size 39.5. Em này đi quần jean nhá. Quần jean bao đẹp ạ. À. Đây là dính mấy cái lông này. Size 39.5 ạ. 39.5 đế đấy ạ. Ui giời ơi, con này quá xuất sắc luôn. Em này 400k mã 05 nhá. 400k mã 05. Chị nào cần một con đế mềm, đi mềm chân như kiểu đi mà như không đi ấy, thì xem con này cho em nhá. Kiểu đi như không đi. Đi dày mà như kiểu đi tắt ấy. Size 39 luôn ạ. À. Ôi giời, quá ngon size 39 này. Con giày này tập được nha. Chạy bộ tập mềm này. Đấy, nó như này kìa mà. Rất mềm luôn ạ. À. Size 39. Em này 380 mã 185. 380 mã 185. 05 chốt cho Mạnh Hoa Đào. Một em ASIC full đen. Con này 38 không? Con 400. Một em ASIC full đen, con này size 44.
À New Balance xin lỗi, New Balance ạ. Size 44 New Balance nha, nhìn cái đế này là biết ạ. 185 cho Thư Minh Đặng. New Balance là hàng hãng giày của Mỹ nha. Em này 380k mã 60 size 44. 380 mã 60 size 44. Con này 350. Dạ. Con này 38 này. Con này size 36 ạ. Chị nào đánh tennis size 36 cho em nha. Con này phải tennis không? Kiểu đế tennis này. Không làm mình chốt trước mà vậy. Phương Cường, ông Cường. Con này 300k mã là 1 size 36. Ông năm mình chốt trước. 300k mã là 1. Thuật Phong Cường có nhìn thấy chốt đâu. Nhà em chốt theo phần mềm mà, vừa nãy cho xem rồi đấy mọi người. Cho xem rồi đấy anh. Tức là ở trên máy mọi người thì nhìn thấy trước anh, nhưng mà anh không chốt luôn ý. Đấy, ở trên phần mềm còn không hiện lên. Không, em chả biết nhìn, đấy anh bị cần ẩn comment rồi. Nhìn anh cũng có luôn này. Bị ẩn comment nhá. Mọi người vào nếu mà không muốn ẩn comment mọi người phải chia sẻ. Có những người bị ẩn comment nó lên rất là lâu luôn. Có nghĩa là mình chia sẻ thì nó sẽ không bị ẩn comment mọi người nhá. Cả cuộc đời này bản thân mình thì đánh mất em. 185 là của Thư Minh Đặng rồi. Em này size 41. Con này cũng êm luôn. 60. Size 41. Con này 400k mã 163. Con này mã 400k mã 163. Hai con gần giống nhau. Anh nhìn thế nào hai con giống nhau? Anh thử. Màu đây này. Màu thôi nhưng mà dáng người kia anh nhìn giống nhau. Con thì cổ đen, con thì cổ xám. Con này vừa mới xuống. Không, chỉ còn 60. Đấy con đấy. 38. 60 cho Lê Hồng Diễm nha. Bối rối một tí mọi người ạ. Con này size 39 ạ. Em nay size 39 nha. Xuất sắc size 39 ạ. Size 39 không có đâu. Không có. Tức là nhìn này, mọi thứ hoàn hảo luôn ạ. Size 39 em này 450 mã 159 này. 450 mã 159 ạ. 51 chốt cho Tài Nguyễn Đức. Mình chốt trước Thư Minh Đặng. Nhưng mà trên phần mềm nhà em thì lại báo sau nhá. Bằng anh không chốt đấy. Mà trong khi đấy không thấy comment của anh đâu, nó bị ẩn rồi. Này em này Klimakun. Con này 300. Klimakun size 38 này. Klimakun size 38 nhá. Em này 280k mã 76. 280k mã 76. Cho xem lại đôi like 163. Hoa Tiến đi shop. Em không biết nhớ đâu. Nếu mà chốt được thì mai nhân viên sẽ chụp ảnh cho mình nhá. 163 cho Thanh Nguyễn. 400. Tiếp theo cho em nhá. 159 cho Phạm Đức Ma. Đợt này khá đủ size mọi người ạ. Size gì cũng có luôn. Size 43 này. Mới nhá. Từ trường hợp mọi người gọi là hết nhu cầu thôi. Size 43 cho em này. Em này 400k mã 69 ạ. 400k mã 69 con giày quá rẻ luôn. Con này 400. Con này 450 size 39 đây. Rất rẻ luôn. 163 người chốt mất rồi. Em này size 44 ạ. Ôi giời ơi này. Xuất sắc một mới tinh. 159 có người chốt mất rồi. Size 44 nhá, size 44 ạ. Con này 450 lên trên má 98. 450 má 98 size 44 ạ. Tiếp theo. Em này thì form dáng chân sẽ đẹp. Giờ này mà gọi. Tiếp tục ạ. Em này size cho là size 44.5. 159 chốt rồi. Size 44.5 nha. Em này 400k mã 33. Hoàng Khải được mã 400k mã 33 cho em ạ. Mã 33 cho. Giờ này em có nghe được máy đâu. Em đang live stream làm sao mà nghe máy được. Gọi em làm gì. 98 cho Lê Hồng Diễm.
Tiếp tục size 43 nhá. Bác nào muốn một con chạy bộ mà nhẹ, siêu nhẹ size 43. Size 43 nhá. Em này 300k nên mã 20 này. 300k mã 20 size 43 cho em ạ. Size 43. 300k mã 20 size 43. Tiếp tục. Giày bóng đá size bao nhiêu ơi? Bóng đá mà cứ hỏi bóng đá không báo size này em không nên đâu. Em này size 40.5. Size 40.5 ạ. Con này 380k nên cho em mã 15 này. 380k mã 15. Tìm con chạy bộ rẻ rẻ size 41 rẻ là bao nhiêu anh? Rẻ là 200 hay 300 hay 400? Để em còn biết. Rẻ rẻ. Một em cao cổ nha, cao cổ size cho là size 38, made in Indonesia size 38 cao cổ. Con này độn đế luôn ạ. Em này độn đế nha. Độn đế con này 250k nên trên mã 03. 250k mã 03 nha. Anh để con này ngoài nha. 03. Size 40 không có đâu. 20 chốt cho Trần Cường. Em này size 38.5. 400. 300. Size 38.5 ạ. À. Con này thì quá tuyệt vời luôn, hoàn hảo luôn. Con này 380 lên mã, mã 10. 380 mã 10 nha, mã 10 ạ. À. Con này 41 lên nhiều thế mà. 41 lên khá nhiều. Tiếp tục. Lại size 44 rồi. Em này size 44 ạ. À. Size 44. Con này 400k mã 81. 400k mã 81 size 44. Mã 10 cho Su Sang Nguyễn. Tiếp tục size 38 đế siêu nhẹ. 38 đế siêu nhẹ. Em này 350 mã 07. 350 mã 07 ạ, à? Mã 07. Em này 300 này 35. Dạ. Quay 38 anh. Cầu lông 41. Cầu lông 41 có mỗi con đây thôi. Cho coi thông qua Saki mọi người đấy rồi. Em này size 41 cho em nhá. Con này 42. Size 41 em ạ. Size 41. Em này 400k mã cho em là mã 82. 400k mã 82 cho em nhá. Size 41 ạ. Đưa cho em con cầu lông kìa. Ucha và size 40 không có ạ. Ucha hiếm lắm ạ. Đây 07 em 07 Đô Khải Nguyễn. Cầu lông em này size 41 đây. Size 41 nha. Con này mã cho là mã 38 ạ. Con này 400k thôi. Mã 38 400k. Tiếp tục. Em này size 44 này. Đẹp quá nhưng mà màu nó hơi màu sắc. Size 44 nha. Size 44 con này 300k mã 3 mã 43. 300k mã 43 size 44. Anh Nguyễn Hữu Cà Phê này mã 38 thì muốn đăng lên số điện thoại. Ok nhá anh nhá. Con này 400. Đúng không? Tiếp tục size 40 ạ. Em này size 40, sắc nét nai zoom size 40. 07 chốt cho anh rồi sao anh Khải Hoàng? Size 40 con này 450 mã 14 này. Đúng 450 mã 14. Anh rồi đấy. 450 mã 14 size 40. Một em Reebok. Mới 100% luôn. Reebok cũng size 40 lốt này. Trời ơi. Đế được chưa? Mới chưa? Quá mới luôn. Size 40 con này 480k mã 49. 480k mã 49 size 40. Cả cuộc đời này anh không tha thứ. 14 cho đại gia thương thương vì đánh mất em. 450 rồi. Đúng rồi.
Tiếp theo em Reebok size 42. Trời ơi con này form dáng thật 49 sự. Cho Vũ xong. Cái màu sắc nó quá đẹp mọi người ạ. Size 42 này. Đi lên chân thì ngất ngây luôn, nhìn rất là hiện đại mọi người, hiện đại. Quần jean nhá, mọi người tưởng tượng quần jean này, đi chơi thì. Em Reebok này size 42. Con này cũng 450 mã 02 nhá. Đều này này. 450 mã 02. Ok, tiếp theo cho nữ này. Size 36 mất rồi. Cho đấy, các chị size 36 rất mềm. Rồi, size 36 đây. Size 36 cực mềm luôn ạ. Con này đẹp nữa nha. Màu sắc đẹp. Mới. Rất mới ạ. SD 380 mã 167. Mã 167 380. Kia kìa, anh để ra kia kìa, mã 02 kìa. Không. Reebok kìa. Đây, đang tìm mã của hôm trước. Đây, 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 đây. Đây là 100 rồi. Còn thì 38 đấy. Sao nên nâu thôi mà. Đây là một con đây, mã 14. Sao là mã 14 là con khác gì chứ? Là thấy hỏi luôn là Lê Ngọc Tuấn. Lê Ngọc Tuấn. Lê Ngọc Tuấn phải chốt con này thì ok cho em cái nha. 02 chốt cho Subin. Lê Ngọc Tuấn chốt con này ok phát nha. Ok phát nha. Con này 400 rồi, 450. 450. Vẫn ở đây. Tiếp tục con New Balance ạ. New Balance size 36. New Balance size 36 ạ. Con này 280k mã 52. 280k mã 52. 167 cho anh Ngọc. 36 37 mang vừa không 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 vừa đâu. Không ai có Subin đấy. Chỉ có mang size dư ra chứ ai mang lại chốt size hụt đi thì làm sao, dày thừa dép thiếu mà. Con này 300. Dày dư thừa dép thiếu. Con đi 38 đi. Dày thừa dép thiếu mà đi thế thì chết. Tiếp theo một em Adidas. Đẹp quá. Con này size 41 nha. Adidas size 41 mới nha, mới tinh ạ. Size 41 con này 400k mã 01. 400k mã 01 ạ, mã 01. Trần Hà My đúng rồi nên đầu tiên nhưng mà size Phú Pháp nhá. Ơ, hôm nay con Kobe này ai vẫn hỏi này. Cái này này. Cơ lúc con cơ chỉ này. Có người hỏi mà không biết này. Anh bảo Na nhìn vào Na Kobe rồi mình lại cãi. 01 cho Hà Lê. Chọn size mã 14 là sao? 450 rồi. 400. Con này size 36 này. Size 36 nha. Form dáng đẹp, con này 300k. Lên mã 44 300k, mã 44 300k. 300k. Đây các chị. À đâu, con này chắc 40. Đẹp quá là con này luôn. Một em Fina nhá, con này là hot trend luôn này, con này riêng con này là hot trend này. Fila size này. Con này chính hãng. 44 cho Hồng Trần. Fila size 42 nhá. Em Fina này size 42 ạ. 42. Con này 450 mã 55, 450 mã 55 ạ. Mã 55 cho em ạ. 450 mã 55. Con này 350 ạ. 300. Tiếp tục. Em này size 40. Fina đẹp lắm. Em này size 40 nha này. Bác nào thích đi một cái con giày đế vững nha. Rất vững nha em ạ. Sạch sẽ. Rất mới ạ. Size 40. Em này cũng 450 lên trên mã 48. Mã 48 nha. Mã 48 ạ. Mới. Mới giá mà luôn. Em này size 38. Nữ size 38 ạ. Ôi mới nha. Đi thì êm ru luôn. Size 38.
Con này 380 lên mã 78 ạ, con nhá. À màu cam á. Màu cam á. À có một con màu cam này. Con này mã 78 này, đây màu cam này. 48 cho Khoa đang đỗ. Ôi con này size 39 thôi, không phải 37 đâu. Con này size 39 ạ. Size 39 ạ, con này 380 nhá. 380 lên trên mã 44. Lên trên mã 44 ạ. Mã 44, 380, mã 44. Con này 38. Ờ, phân hình phương xa đó, yêu dẫn quanh mình. Anh ơi cho em mã này. Phía sau anh có đôi đắt trắng đá banh chẳng không? Anh nhá. Đá banh phải nói là size bao nhiêu? Không toàn size to lắm. Đây. 40. Ở đây con này size 40 này. Đá banh size 40. Đá banh size 40. Made in Indonesia Adidas cho em nha. Bác nào chốt con này 500k mã 07 vào việc nhanh. Mã 07 500k. Con màu đỏ hoặc màu xanh cũng được. Tiếp tục. 41.5 khó lắm. Tiếp tục em này nha. Phạm Ngọc Lam này mã 07 vui lòng lên số điện thoại. Con này lại ghi số. Em này sai cho là sai 43. Em này sai 43 nha. Sai 43 nha. Sai 43. Con này 400k mã 28. 400k mã 28 size 43. Ok 07 chốt cho Phạm Ngọc Lan. Tiếp tục con này size 40. Puma Chilomix size 40 ạ. Các bạn chốt Puma nồng lên mã và số điện thoại luôn giúp em nhá. Mã 88 400k. Mã 88 400k. Em chẳng biết con Puma này làm cái gì. Mà đẹp thật. Anh Long Quốc lấy mã 28 vui lòng lấy số điện thoại. Puma là mới 100% luôn ạ. BMW. Sau BMW 450. Sapper F1 Team. À. 450. Coi 400k. Cái này là một cái phiên bản để sản xuất cho câu lạc bộ gì đấy, team gì đấy của BMW ấy, của hãng xe đấy. Đẹp quá mà chả biết nó làm gì. Mọi người biết đạp xe đạp. Đạp xe đạp á? Ờ. Giày gôn, có người này còn bảo giày gôn. Không, gôn làm sao được. Con này đế phẳng này làm sao mà giày gôn được. 88 cho Nguyễn Sĩ Viết Sĩ. Con này size 39 nhá. Đẹp quá. Size 39. Ờ hình như đạp xe đạp. Mới tinh luôn. Hay nhỉ, nhìn. Size 39 nhá. 380 mã 167 ạ. 41.5 từ nãy giờ có mà. Chúng ta vẫn có đều đều này. Em vẫn nên đều đều mà. Em này size 44 2/3 mấy ông? 44 đi đâu hết nhỉ? 44 2/3 con này mã 51 ạ. Con này 380k một mã 44 size 44 này, 380. Đẹp, lên mã 51 ạ. 167 cho anh Long Chép. 380. Ai vừa con này thì chốt nhanh ạ. Chị nào vừa con này đẹp nhá. Size 37.5. Size 37.5 ạ. Thật sự con này mà mặc quần sock ấy, mặc quần sock mà chân mà trắng trắng tí đi. Đi quá đẹp luôn ạ. À. Size 37.5. Em này 380 lên mã 37. Anh Long Chép bảo mua về 380 mã 37. Đây. Jordan 1. Con này như 35 ấy. Jordan 1. Con này size 36 thôi. Jordan 1 size 36 nha. Size 36 cho em ạ.
Em này 650k lên trên mã 75 ạ. Jordan 1 size 36, 650k mã 75. Em vừa rồi là 41, cả 5 công em chấp một đôi. Chờ em ạ. Size 38.5. Size 38.5. Em này 350k mã 84. 350k mã 84 ạ, size 38.5. Mấy ông đi 38 sướng. Đi 38. 75 cho Việt Ngọc. Chút 650. Tiếp tục. Ui dồi, này size 39 nhiều. Con này size 39 made in Indonesia. Size 39 made in Indonesia. Đi con này thì mê luôn nha. Êm sướng. Em này 450 mà 27. 450 mà 27 size 39. Có hôm tìm mãi chẳng có size 39. Ô oh, thì lại nhiều. Đấy, nhiều khi nó lại vậy. Cuộc đời lại mở kiện nào ra biết kiện đấy. Đó là cuộc đời nó không như là mơ, nó là đúng rồi. Em này mới 100% này. Em này size 40, con này sản xuất ở Made in Korea nha. 27 cho Kiều Anh Đặng. Em này sản xuất tại Hàn Quốc. Size 40 Made in Korea. Made in Korea đẹp quá. Giá con thì 450. Size 40. Em này 480k mã 64 ạ. Made in Korea. Em này của Fina nhá. 480k mã 64 ạ. Quá mới luôn. Anh không được đâu sĩ Vanegon nhá. Tiếp theo cho em nhá. 64 cho Bảo Lam. Em này size cho là size 36 ạ. Size 36 cho em là size 36 ạ. Tất cả đều mới nhá. Cái dòng này nó rất mới. Băng nào chị nào 35 thôi, con này 35 rồi, 35 rồi. 35.5. 36 em sợ là hơi kích. 35.5 được. Con này lên trên mã 20 ạ. Mã 20. Mã 20 con này 300k mã 20. Chị là này bóng chuyền bóng rổ nhá, bóng chuyền bóng rổ. Bóng chuyền bóng rổ size 37. Con này hơi cổ nửng nhá, bảo vệ cổ chân rất tốt ạ. Size 37. Size 37 con này 300k mã 101. 20 cho Quang Nguyễn Văn nhá. 300k mã 101. Tiếp theo. Em này size 40. Con này cũng bảo vệ cổ chân. Mà em con này hàng bóng rổ thì đúng không? Size 40 bóng rổ. Mới 100% cho em nhá. Mới ạ, size 40 bóng rổ. Em này 400k mã 84. 400k mã 84. Đấy, bóng đào 44 này các bác, bóng đào 44 này. Bóng đá 44 á, nhà em đầy bóng đá 44. Tuấn Lương Hữu. Đây bóng đá 44 đây. Made in Indo bóng đá 44 ạ. Con này 480 thôi mã 19. 84 cho Viết Cường. 480 mã 19 ạ. Em 450. Hết Jordan rồi, hết rồi này. 450. Không phải 400. Con dốc đan này 650 rồi. Con dốc đan. Con đỏ. Con này. Có không? Cái con vừa mới chốt xong rồi. Này. Ừ, 650. Tiếp tục. Em này bằng da nhá. Tennis 42 đi anh. Không biết có không nhỉ? Một em Adidas size 43 1/2, em này toàn bộ bằng da mọi người nhá, giày da cho em ạ. Size 43. Size 43. Em này 380k mã 98. Anh ơi cho em chốt một đôi anh ơi. Vì võ. Chốt đi em. Chốt đi.
con này size 44 mất này. Em này size 44 ạ. Size 44 con này 380k mã 79. Mã 79 ạ. Có một không gian nào. Không vừa đâu. Size nào đi size đấy, không đi không không định được thế đâu, về đi nỏng đi chật mệt lắm. Em cũng nên con 27 chẳng có nào. 27 không có đâu. 98 chốt cho anh Long chép nhá. 450. Con này 38. Con này size 36 cho em nhỉ. Chốt mấy ngày nay size 39 sao vẫn không được vậy bạn? Ừ, em không biết. Tại vì là bây giờ đông người ạ, đông người cái size đấy. Cho nên là chốt nó khó. Anh phải lên trước thì mới được. Size 43 á? Con này size cho là size 36 này. Jordan size 36 rất đẹp nha. Em này 380 mã 15. 380 mã 15 size 36. Có đôi nào 41.5 em chốt đôi anh. Ờ chờ tí. Ôi con gà này. Con gà này chơi gì đấy? 15 cho Ngọc Việt. Con gà này chơi gì nhìn đẹp phết. 400 150. Đấy, con 38 thôi. Con này size 41.5 em gà size 41.5. 1.9 là cái thể loại gì nhỉ? Cái đại ca đế gì đây? Con này kiểu như bóng rổ. Đẹp ghê. Gà size 41.5 ạ. À. Gà size 41.5 nha. Em gà này 500k mã 02. 500k mã 02 đẹp nha. 500k mã 02. Kìa, bóng rổ 44 đầy. Cướp đâu ra 44? Chốt đôi bóng rổ 44. Tiếp tục nha. Em này size 43 cho em ạ. 02 cho anh Trần Hùng nha. Anh size Trần Hùng 43. Ủ mưu hơi ác đấy. Em này size 43 cho em nha. Size 43. Con này 380k nên cho em mã 183. 380k mã 183. Anh Trần Hùng cay nhác nhờ. Anh Trần Hùng như 40.5 hay sao mà lại chốt gà tận 41.5. Yeah. Mai về rộng lại rách việc. Anh Trần Hùng ơi, có chắc không đây? Con gà ấy sai chân anh không đúng đâu. Con này là 41.5 mà. Tiếp tục cho em nhá. Không sao đâu. Em này size 38.5 ạ. Size 38.5 rất mới ạ. Em báo trước rồi anh đổi em không cho đổi đâu. Size 38.5 ạ. Rộng một tí còn hơn chật. Em Reebok này ạ. Em Reebok này 380k nha. 380k đẹp quá luôn. Mã 14. Mã 14 đây này, bóng rổ 44 con Undermore này, chốt à, con này đâu chốt chứ nhỉ? Con Undermore con này size 44 đây, bác nào hỏi à, con này 43. Thứ nhất Huy Vũ vừa chốt size cú pháp, thứ hai vừa nên chậm hơn mọi người nhá. Để em sau mọi người. Em này size 43 Undermore bóng rổ size 43, con này 400k lên cho em mã 29 này. Mã 29 ạ. Có con bóng rổ 44 đây này. Bác nào chốt bóng. Đúng rồi, phải có mã và kèm số điện thoại. Em này size 44, con này 400k, mã cho em là 09 này. Bóng rổ nhá, mã 09 400k. Rẻ mà đẹp. Tiếp theo. Em này size 37.5 ạ. À. Em này size 37.5 mềm nha.
Chuẩn, bác Hoàng Sa nói chuẩn đấy. Và copy số điện thoại trước đi. Em này 350 lên cho em mã 56. 350 lên cho em mã 56 ạ. Mã 56 nha. Ê, anh đứng dậy, anh dồn hàng ở đây cho em về. Mã 56. Nào, giá thương mát mọi người. Tiếp tục. Con này size 41, da lộn, size 41 ạ. Da lộn size 41 nha. Size 41 da lộn này. Em này 380k lên cho em mã 104. 380k mã 104. Asics bóng chuyền đen size 42. Không có ấy. Size 5G á? Trên đen dưới trắng. Size 41 ạ. Trên đen dưới trắng nha em nha. Ui giời, đế thì đây. Đế nguyên si cho em ạ. Đẹp quá. Size 41. Con này 400k mã 102. 400k mã 102. Bây giờ lực 38 đi ạ. Em này size 44 tiếp đây. Đá bóng size 44. Đá bóng size 44. Có này 480 lên mã 01. 102 cho Khương Duy. 480 mã 01. 102. Có này 43. 400. 38 nữ đi anh. Ok cho em tí. Có này size 42.5. Size 42.5. Em này 350k nên cho mã 167. Mã 167 350k. Đây. Nhìn em lại size 38. Để em đẩy mấy đôi nữa. Size 38 là con gì đấy, bóng đá 44.5 đây, các bác hỏi đấy. Đấy, Chim Ninh ơi, con bóng đá 44.5 này. Đây, 44.5 đây. Bóng đá 44.5 đây. Hàng cực xịn luôn nhá. Hy vọng ơi, con gà đấy anh Hùng Trần anh bắt mất rồi. Con này mới 100% luôn ạ. 44.5 mới 100% nhá. Chưa đá bao giờ luôn. Chưa đá bao giờ luôn. Con này 480 nhá, nên xem mã 49 này, mã 49 ạ. Tiếp tục, một em Undermore mới 100% ạ. Tiếp tục con này mới 100%. Con này size 38 này. Undermore size 38 ạ. Đẹp chưa? Undermore size 38 nha, con này 380. Lên mã 34. Ok, chip này nhá. 380 mã 34. Có giày đạp xe không xốp, nãy có một con chốt mất rồi. Em này size 42. 480. Size 42 ạ. À. Em này 350k mã 185. 350k mã 185 size 42. Có một con size 44 giảm chấn, đế giảm chấn size 44. Con này 480 đúng không? Đúng. Con này size 44 ạ, đế giảm chấn size 44. Em này 350k nên mã 79. Mã 79, 350k mã 79. 34 cho Việt Ngọc. Chào anh chân mệnh thiên tử nha. Con này bao nhiêu là? 38 ấy. Đẹp nhỉ, mới. Chúc mừng Việt Ngọc nha. Em này size 36 New Balance. Ui giời ôi. Size 36 New Balance nó mới tinh luôn mọi người ạ. Form dáng thì đẹp. Cho Evic Phương nha. Con này 400k mã 71 ạ. 400k mã 71 size 36 New Balance. Con này. 42 này con này sao? Đây này. Evic Phương ơi, con 42 là con nào đây? Xem.
Chào anh Trân Mịnh Thiên Tử. 185 chốt cho Đặng Đức Long. Em này size 41 ạ. Anh Eric Phương ơi, không có mạng 42 đâu nhá. Size 41 mới quá trời luôn. Chạy bộ size 41. Con này 450 lên trên mã 22 à? 450 mã 22 ạ. Con này 150. Con này 350. Tôi hội có nhìn thấy nhá. Mọi người nếu mà muốn không bị ẩn comment, mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ. Chấm bài chia sẻ lên. À không, chấm bài này không chốt được. Chia sẻ lên thì nó sẽ không bị ẩn comment. Con này size 37 1/3. 37 1/3 này. Em này 350 mã 33. 350 mã 33 nhá. Size 37 1/3. Ok, 71 chốt cho em Vít Phương nhá. 400. Em này size 44 ạ. Size 44. 380 mã 68 này. 380 mã 68 size 44. Rất mới em nhá. Cực kỳ mới ạ. 22 cho Đặng Văn Thắng. 400. 450. Tiếp tục con này size cho là size 36 này. Asics size 36 nha. Size 36 em này 200k lên trên mã 100. 200k mã 100 size 36. Bóng bàn không có đâu ạ. Bóng bàn không có. Tiếp tục một con không dây Skitcher. Skitcher không dây size 39 này. Không dây size 39 Skitcher nha. Em này cũng 380 mã 32. 380 mã 32. Bóng đá 41 không có, em chỉ còn 44 thôi. 41 không có, 44 thôi. Tiếp tục size 40 2/3. Ôi giời, con này mới quá. Con này 450 mã 45. 450 mã 45 ạ. Một em cao cổ. Cao cổ size 38. Cao cổ size 38 ạ. Size 38 ạ. 45 cho anh Trần Hùng. Em này 280 mã 43. 280 mã 43. Con này 450 ạ. Đúng. Anh Trần Hùng toàn nằm im săn siêu phẩm thôi. Anh Trần Hùng hôm trước chút 30 mấy cái áo xong hôm sau mất tích. Em này Klimakun size 36. Klimakun size 36 ạ. Con này 300k mã 47 ạ. Không có đâu, mã 47. Mã 47 cho em nhé. Không cho lỗi đau một lần. Tiếp theo New Balance. Tắt wifi đi và dùng 4G và thoát ra vào lại nhá. New Balance size 44. Con này thì 100% mới luôn ạ. New Balance size 44. Size 44 ạ. Em này 450 mã 00. 450 mã 00 ạ. 00 nhá. Ơ, con size 40 chốt chưa? Con này 40 trên. Hàng gì đã hát vừa xong. 36 nhá. Con này size 37 Fina. Không còn ý. Thế con đen không? Con đen cơ. Cho em. Cho em màu đen size 40. Màu đen size 40 vừa xong có người chốt rồi. Em này Fina nhá. Fina size 37 ạ. Fina size 37. Size 37. Em này 300k mã cho em mã 10. 300k mã 10 ạ. Trò đen 40, 39, 40 không có đâu. Không có, không có. Nên theo yêu cầu vậy là không có đâu. Mã 10 cho Ngọc Hoàng. Một em ra lộn. 380. 300. Ống truyền 42 không có. Con này ra lộn size 42.5. Size 42.5.
Em này 350 nên xem mã 90 này. 350 mã 90 size 42.5. Đường thương đông đầy ái nhân gian, ai chứ qua đâu phải là người. Em này size 42. Con này size 42 nhìn form bé bé nhỉ. Con này 41.5 đi được này. 41.5 42 nhá. Con này 41.5 này. 41.5 42 này. Em này 450 mã 61. 450 mã 61. Lên cho chị con này size 36 để chị chốt xả 2 lần rồi không cơ hội chốt đâu. Hữu Nguyễn à. Ừ. Hữu Nguyễn xả 2 lần rồi. Giời ơi. Con này đẹp này. Một em chạy bộ để training chạy bộ size 36.5. Size 36.5 mới 100% cho xin số tài khoản. Susan Nguyễn. Size 36.5. Ui giời ơi, đẹp chưa? Susan Nguyễn ơi, mai nhân viên chụp hình gửi ảnh cho cả số tài khoản luôn nhá. Con giày quá đẳng cấp luôn. Size 36.5 ạ. Con này 380 mã 05 ạ. 380 mã 05. Đọc con này 51 đúng. Hả? Cũng con này 51 đâu. 61 kia mà, có người chốt 61 kia mà này. 61. À ừ đúng, 61. 61 cho anh Trần Hùng. Nhìn nào, nhìn ra là 1. Ừ. Tài già rồi. Con này 150. Đúng rồi. Tiếp tục con này size 39. New Balance size 39 này. Size 39 con này 350 mã 37 ạ. 350 mã 37 size 39 ạ. 05 cho Đỗ Quang Hồng. Tiếp theo. Em này size 38. 350. 38. Em này size 38 nha. 38 này. Trời ơi đế này. Size 38 ạ. Lên cho em mã 69. Con này 350 mã 69 ạ. 37 cho Vũ Hoàng Nguyễn. Ok, chào anh Trần Hùng. Cảm ơn anh nhá. Con này size 36.5. Con này 350 thôi đúng không? Ngọc Hoàng inbox số tài khoản. Size 36.5. Con này lên cho em mã 80 250k mã 80 anh 250k. Ngọc Hoàng ơi, mai nhân viên chụp hình gửi ảnh gửi anh cả số tài khoản luôn nhá. Đó là chị nào muốn đi đi một cái con giày mà nó cảm giác gọi là như không đi giày thì chốt con này nhá. Nhiều chị đi con này xong rất là thích luôn. Thích này. Size 37.5. Size 37.5 nha. Nó rất mềm luôn mọi người này. Mềm nhá. Đi như không đi, nhìn vậy thôi nhưng mà đi sướng lắm. Anh Ngọc Hoàng ơi, bạn của nhà anh vừa gửi cho anh số tài khoản rồi đấy. Con này lên cho mã 07 350k. 07 350k. Chị Hiếu Nguyễn ơi, chị mà chốt mã 80 thì chuyển khoản trước cho em này, em mới chốt. Bởi vì chị đã sản lần 2 rồi. Cứ chốt tao chỉ đi. Con này 350. 250. Tiếp tục một em đế hơi. Đế hơi size 36. Đế hơi size 36 ạ. Em này 380 mã 71 ạ. 380 mã 71 nha. Mã 71. Tiếp tục con này size 44.5. Có lội nước không xốp? Em chưa thấy ạ. Size 44.5 ạ. Em này 400k mã 163. 400k mã 163. Con nào? Con 3 mã 38 này, mã 69 chốt đâu ra tài thật. Bây giờ anh thu những cái mã này lại đi. Đây 69 này. À đây. Đúng rồi. Con này lấy nâu rồi. 69 này chứ mất đây.
69 cho ML đoàn kết ngáp nhá. Con lên 300. Con 350 anh. Lâu lắm mới được con 39. 39 hôm nay lên nhiều nhỉ. Tiếp tục con này size 42.5 Made in Indonesia. Made in Indo. Cả nhà ơi, chị em hỏi con này 400k này. Mà 42, 400k à? Mà 42. À đây chị chốt được con, chắc đánh nhầm về con này 69 đánh 38 cùng một người. Ừ. 71 kìa. Mã 71 chốt được. Đấy 71 đấy, tay đấy. À, không phải. Đấy. 71 cho Minh Dương, 380. Minh Đông nhá. Bốn hai cho Phấn Nương. Tiếp tục New Balance size 41.5. Trời ơi con này màu nó thật sự mọi người ạ. Riêng con này vào quần jean thì nó thật sự ngất ngây luôn ạ. Size 41.5 màu rất đẹp nha. Con này lên mã 44, 450k mã 44 rất mới ạ. 450k mã 44 nha. Con này 450 rồi. Con này 400. Hôm nay toàn người mới tốt được. Ừ. Tiếp tục EQT size 42. À không phải. Phải EQT không? Ờ EQT. Anh Nguyễn Văn Nguyễn anh chuyển khoản một mã rồi, bây giờ có ưu tiên cho anh chốt không? Cứ chốt đi. Con này 44 cho anh Nguyễn Văn nhá. Con này size 42 ạ, hạn chế xả cho em nhá. Con này size 42 nha này. EQT size 42, con này 400k mã 159. 400k mã 159 ạ. Để vừa nãy anh đã chuyển khoản cho rồi. Tiếp tục. Con này Stan Smith ạ, Stan Smith size 36 nha. Con này full bạc ạ. Size 36 Stan Smith full bạc. Con này vừa bán vừa tặng cho mọi người 150k lên trên mã 82. Size 36 mã 82 150k. Con này đẹp. 159 cho anh Trần Tài. Trời ơi con này mới ghê. Con này 450 rồi. 400. Em này size 38 này, mọi người nó mới dã man luôn ạ. Mới kinh điển luôn. Mới 100% luôn ạ. Em để gần cho mọi người xem nhé. Mới nguyên 82 cho Vũ Hoàng Nguyễn. Con này 380 mà 81. 380 mà 81. Này 350 rồi. Con này 150 đây. Cho Đình Giang. Con gì đẹp lắm anh ạ. Con này size 44. Rebook size 44 ạ. Size 44, con này 450 mã 36. 450 mã 36 size 44 ạ. Tiếp theo. Con này size 38 này. Cũng rất mới ạ, size 38. Em này 300k mã 41. 36 cho Vũ Nguyễn Dinh. 300k mã 41. Một em ăn The More. Em chả biết cái loại này kiểu gì nhưng mà cứ con nào ăn The More nó lại rất mới. Mà cái thiết kế nó rất là đặc biệt. Nhìn nó lạ. Cũng đẹp. Size 41 Undermore ạ. Con này chạy thì tuyệt vời luôn ạ. Mới 100% Undermore size 41. Size 41 cho em nha. Size 41. Em này 450 mà 35. 450 mà 35 ạ. Một em Jordan. Con Jordan này đặc điểm của nó là cái đế của nó mọi người có thể chơi cả bóng chuyền được nha. Con này bóng chuyền và bóng rổ nó chuẩn nét luôn. Rất sướng luôn. Chơi bóng chuyền bóng rổ mà lại mới nữa này. Size 42 ạ. Đi loại này cực sướng nha. Tại vì sao mọi người? Cái mép của nó này, cái mép đế này
35 cho Minh Nguyên. Mép đế thật sản xuất tròn này. Bình thường bóng rổ thì cái mép đế này nó sẽ không làm tròn như vậy. Chính vì vậy mà ông bóng chuyền là ông sẽ chơi được bởi cái con đế này. 41 cho Evit. Và đây là cái dòng đế mềm mọi người nhá. Đấy, đế mềm, chính vì vậy mà đánh bóng chuyền cũng rất sướng. Cực kỳ sướng ạ. Con Jordan này. Con này 450. Con Jordan này size 42. Bật cực kỳ thích luôn ạ. Em này cũng 450 mã 60. 450 mã 60 cho em nha. Mã 60. Mà đi bộ thì lại càng sướng bởi vì sao? Nó rất là mềm. Mềm chân ạ. Đi bộ cũng sướng luôn. Con này 300. Con này đi bộ mềm chân nào. 60 cho heo hi nhá. Tiếp tục size 37.5. Ôi dồi ôi này. Phối quá đẹp luôn. Size 37.5. Cái đấy thì nó mới ạ. Nó mới quá trời luôn ạ. 37.5. Em này 350k mã 68. 350k mã 68 ạ. Em này 400. 450. Tiếp tục Adidas. Size 39 1/3. Size 39. 37 đi được không ạ? Không đi được đâu. Con này size 39, tốt nhất size nào chốt size đấy nhá. Size 39 này. 37 đi được, con này 37.5 mà. Chắc nó hỏi con kia chứ. Hỏi có con chốt à con xanh này á. Xanh đi 37 được. Thoải mái. 37 thì đi được. 37 đi thoải mái. Em cứ tưởng nó hỏi con kia. Con này lên mã 25 nhá. Con này lên mã 25 ạ. Size 39 mã 25, con này 350k. Đấy, đôi xanh đấy. Đôi xanh đấy, đôi xanh đi được nhá. Thoải mái luôn. Xanh 37 đi ngon. Chốt thì lên cho em là xanh cách số điện thoại. Ok, xem lại luôn. Ngọc Hoàng. Chẳng mang tâm mình vì đánh mất em. Đây. Mới nha. Đế hơi luôn ạ. Đế hơi công nghệ, đế hơi like em mắc. Em mắc đây. Đấy. Nguyên bản luôn. Quá đẹp. Tiếp tục. Em này size 40.5. Trời ơi này. Một em đế hơi quá chất size 40.5. Cũng nguyên bản luôn. Ok Ngọc Hoàng nhá. Size 40.5 nha em ạ. Xuất sắc nha. Con này 38 không? Con này 35. Con này 450k lên cho em mã 14. 450 mã 14 ạ. Bóng đá size 40 không có đâu anh Trần Tùng ơi. 40 hết rồi anh ơi. 40 vừa này có mỗi đôi thôi. 14 chốt cho Yên Bình. Tiếp tục. Con này size 41. Full trắng size 41 ạ. Phun trắng size 41. Phun trắng size 41 cho em ạ, mới nha. Size 41 ạ. À. Em này 400k mã 38 này. 400k mã 38 size 41. Một em giày nữ. Ngọc Hoàng lại xả em đôi 10 nhé. Trời đội chốt đôi. Ok. Size 37 1/3, con này dòng đế bốt cho em nhá. Dòng đế bốt ạ, nó giống như kiểu Ultra bốt ấy. Nó cùng thời với cả cùng dòng với Ultra bốt nhá. Cùng dòng với Ultra bốt đi rất sướng luôn ạ, mới này. Em này size 37 1/3, 37 1/3. Em này 380 mã 60. 380 mã 60. Có kiếp nào buồn hơn ngày đôi ta bắt đầu. 60 cho anh Long chép nha. Ở lặng hơn nay mình xa nhau. Em này size 37.5. Size 37.5 ạ. 37.5. Em này 200k lên cho em mã 85 ạ. Màu này hơi kén em bán rẻ nha. 200k lên cho em mã 85. Nhưng mà đi cực sướng nha. Với cái dòng đế này ạ.
dòng đế cao su lon này đi thì bao quá đẹp luôn. Nhưng mà với những cái màu như thế này mọi người có thể đi tập gym, đi chạy bộ thì rất ok, nhưng mà đi chơi thì không ủng hộ. Đi chơi thì ít người đi cái màu này. Đấy, đi tập thì lại quá đẹp luôn. Đi tập lúc nào cũng cần màu nổi, màu sặc sỡ nha. Con này 200k mã 85 cho em ạ, mã 85. Bác không luật, bác mua bóng đá của bóng đá cho mình nhiều rồi sao bác này. Bạn nào mua cận bóng đá 40 IB mình bán hàng luôn. Con này size 41 ạ, size 41 Mizuno mới 100% nha. Size 41 Mizuno rất mới ạ. Em này màu trắng, chính vì vậy 400k mã 20. 400k mã 20 ạ, size 41 mã 20 nha. Tiếp tục. Con này size 42.5. Ôi giời ơi. Full đen size 42.5 đế hơi. Size 42.5, con này cũng 400k mã 75. Mã 75 ạ. 20 cho em Vít Phương nhá. Có đơn đau nào 400 lặng hơn ngày mình xa nhau. Người đàn ông đã đi bên em là người như thế nào? Mà người ta yêu thương em, anh biết phải làm sao? Chốt được mấy đôi lên. Cần chia sẻ tú ơi. Con này này là con 45 phải không? Hả? 45 vừa đọc con này. Ừ. Ở đâu? Sao em lại đọc 45 á? 75 có người chốt kia mà. Ừ, 75 chốt cho anh giỏi văn nhá. Chào anh Nguyễn Công Thắng nhá. Chào anh nhá, giờ mới vào à? 450 đúng không? Con này size 42 nha em ạ. Đấy, em lên form ấy mọi người thấy nó nét chưa? Con này còn là đỉnh luôn ạ. Ông nào vừa 42 chốt luôn con này cho em đi ạ. Ok, giỏi văn đợi chút. Từ đế, từ form dáng, từ mọi thứ, tất cả mọi tiêu chí. Nói tóm lại chẳng có tiêu chí nào gọi là dưới chuẩn cả nhá. Em này 450 size 42 lên trên mã 92 ạ. Mã 92 nha em ạ, đẹp xuất sắc. Cho anh giỏi văn xem lại. Anh giỏi văn xem lại con này gì? Con này cũng thế này. Con này là running. Đây. Đẹp chưa? Đấy. Mọi thứ nha, rất ok luôn này. Rất ok luôn ạ. Chất lượng nha em nha. Ta cho các chị một con đá. Quá đẹp luôn. Con 75 bác giỏi văn có lấy không? Tiếp theo này, tiếp theo cái này ạ, size 36. Size 36, dòng này là dòng 2018 thì phải. Size 36 cho này. Ôi giời ơi này. 92 cho Tuấn Đạt. Size 36 nha. Em này 350k nên cho em mã 48. 350k mã 48 nha bạn. Con này lên chân là auto đẹp mọi người nha. Các chị rất đẹp luôn ạ. Mã 48. Có ai chơi bóng rổ không nhỉ? Chốt cho các bé bóng rổ cũng được này, Jordan ạ. Mà con này cũng chẳng phải là chỉ chơi bóng rổ không, mọi người đi chơi đẹp này. 48 cho công bớt. Size 37.5 Jordan. Size 37.5 Jordan nha em nha. Em này 350k lên trên mã 09. 350k mã 09 mới tinh luôn ạ. Nói chung là hàng nhà em được cái là nó mới. Con này 450. Độ mới cao, 350 thôi. Độ mới là cao nhá. Còn đương nhiên là độ mới cao thì chắc chắn là nó không có lỗi rồi. Đấy. Ok. Bỏ con này đây để em lên ạ, cho mọi người chốt. Tiếp tục con này size 36 này. Đây em lên lại con này nhá mọi người, chốt ai vừa size 42.5 cho 09 cho Minh Đông nhá. Em cho mọi người xem rồi, size 42.5 ạ. 42.5 nhá. Chốt con này có 400k đây nhá, lên cho em mã này, lên cho em mã. Con này 300 luôn. 350. Con này 400k lên cho em mã 100 ạ. Bác nào chốt lại cho em con này mã 100 nhá. Mã 100 nha bạn.
Tiếp tục, con này size 36. Các chị mà vào phòng gym hay phòng nhảy hay là đi chạy bộ quá lổi luôn mà mặc cho em một cái quần short chân trắng trắng nữa thì thôi không cần suy nghĩ ạ, rất đẹp luôn đẹp. Mà các anh chỉ có là đi ngang là chỉ có đập đầu vào cột điện mà chết thôi đấy. Em này 380 nha, 380 size 36, lên trên má 167 ạ, lên trên má 167 đẹp tuyệt vời luôn ạ, mới 100% nhá, màu lổi nhỉ. Má 167. Không, đàn bà nhiều khi đẹp, nhiều khi cũng mệt phết. Nhiều ông khổ lắm, ra đường nắm ông thì xe máy thì đi xe máy là anh tài khoản Mai người. Ờ, anh Minh đâu ơi, Mai nhân viên gửi anh chụp ảnh gửi cho anh cả số tài khoản luôn nhá. Ai chân đen khỏi mua, đúng, ai chân đen khỏi mua luôn. Chân đen thì người ta đi tất giấy vào thì nó thành chân trắng có gì đâu, đúng không? 167 cho anh Nhâm nhá. Sao mà chân đen không mua được? Chân đen thì đi tất trắng vào, trắng tinh luôn. Đấy. Con này size 37.5. Size 37.5 ạ. 37.5 em này da lộn nhá. Em này thì rất ít là bị bẩn, mọi người, riêng da lộn là mọi người đi thoải mái không bao giờ bẩn luôn. Không bẩn nhá. Con này 350k má 185 ạ. 350k má 185, size 45 má. Đấy, chạy bộ size 45 luôn đấy. Yêu luôn con này đi. Gặp quá. Size 45 đấy là gặp đúng người. Có duyên luôn đây này. Chuẩn. Đấy. Quan trọng là hợp duyên, mà duyên có đến được với nhau nó lại là chuyện khác thôi. Nếu mà hợp duyên là căng phết đấy. Con này 400k size 45 má 34 chốt luôn ạ. Chắc một mình chốt thôi. Má 34 cho em nhá. Ok, em lại tiếp tục đây. Riêng con này mà có bác nào mà chốt em hớp ý lể luôn. Bác nào chốt con này em giảm cho 30% luôn. Mới lắm. Game chơi một mình. Game chơi một mình chuẩn luôn. Không thì cỡ 4-5 này này. Em này size cho là size 42 màu tím nhá. Đấy. Em rồi, bác nào chốt em size 42 nhỉ? Size 42 con này ạ. Con này 350k lên trên mã 27 ạ. 350k mã 27 nha. Mã 27 giảm thêm cho 10% nữa nếu mà bác nào chốt con này. Màu tím. Ôi dồi ôi, tennis này. Chạy bộ size 41 à. Tiếp tục nha, bọn em tennis này. Em này tennis size 38.5. Được chưa? Tennis size 38.5 ạ. Con này 450k mã 81. 450k mã 81. Mày chế cứ ngồi im. Thấy con tím này cứ ngồi im cho nên nào chán nhỉ. Ông nào cũng khoe là high five mà hôm nay nào ngồi im con đấy. Tiếp tục con này size 44 ạ. Mấy ông 44 nó chốt no hàng rồi. Em này size 44 nha, size 44 ạ. Con này 380 mã 80 này. 380 mã 80. Em đến giờ rồi mọi người nha, đến giờ chuẩn bị nghỉ rồi đấy. Nên vài con nữa rồi em nghỉ. Phương châm là giày còn nhiều và ngày còn dài ạ. À, ngày còn dài, giày còn nhiều, quên. Đúng rồi. Cho nên là mọi người cứ không săn được thì mai nhá. Con này size 37 2/3. Ui giời ơi này. Hai size 37 2/3 nha em ạ. 37 nó chung là size 37. Size 37 con này 380 lên trên mã 60 ạ. 38 cho Đỗ Đỗ Hiền. Con này 400. Con này lên mã 60 ạ. Con ý nâu rồi mà. Bây giờ lên đây. Anh đưa con này đây. Con đi trên mã bao nhiêu? 638. Anh có nhờ không? Xem còn có con nào mã 38 không? Không, anh xem hết rồi. Đỗ Hiền phải chốt con này không nhỉ? 81 anh xem hết rồi. Facebook Đỗ Hiền phải chốt con này thì ok trong cả nhá. Khi nào có giày trẻ em, giày trẻ em lúc nào cũng có nhưng mà thấy mọi người tương tác ít cho nên em chưa lên đâu. Tại vì giày trẻ em
Quỳnh Anh á? Quỳnh Anh vẫn đang xem đấy anh. Tiếp tục. 60 cho Minh Nguyễn. Lai Hồng 37 nam, Lai Hồng 37 như chốt rồi. Cho em xem lại size 44. Ok chờ tí. Con này 43 New Balance ạ, size 43. Con này 350 đúng không? Con này 38. New Balance size 43. Size 43 nha. Xem là đấy, lại 60 đây. Ok Nguyễn Công Thao nha. Con này lên mã 76 ạ, mã 76 con này 400k mã 76 ạ, size 43 400k mã 76. Con này thì không cần nó gọi là đạt mọi tiêu chí à. Hai ông ơi tôi mặc váy đẹp. Dã man luôn. Đẹp nhá, con này rất đẹp ạ, hàng chính hãng cho em, chuẩn nhá. Thích thì chốt đi. Không phải do dự đâu. Riêng con đấy. Đây con 44 đây. Em 44 này. 76 cho Đỗ Mạnh Tuấn. Con 44 này cũng vậy ạ. Đi sướng nhá. Đi sướng cực kỳ luôn ạ. Size 44 ạ, da nộn. Con này 400, 450. Con này 400 thôi. Tiếp tục. Ok 44. Đâu con nào 44 cho anh xem. Đây. Đây. Con này 450. Không. 400. Tiếp tục con này size 40 made in Indonesia. Size 40 made in Indonesia trắng sau lưng á. À? Trắng nào, trắng này á, à? Trắng này bóng rổ. À bóng rổ. Trắng này bóng rổ. 44 made in Indonesia. À quên xin lỗi 40. Khổ quá. Mồm quen. 40 nhá. Con này 400k mã 49 này. 400k mã 49. Ok anh lên siêu phẩm đi anh. Siêu phẩm là gì em? Siêu phẩm là thế này không? Ở đây có con bóng đá nhưng mà size to thôi. Bóng đá 42 này, Mizuno. Size 42 con này cũng 480 lên mã 61 Mizuno nhá. Mã 49 cho Xuân Thủy. Đây còn có cả Puma luôn này. Ồ, con Puma đẹp ghê. Size 42.5 Puma. Puma nha. Con này 500k mã 60. 500k mã 60. Con này 400. Lên đôi Fila sau lưng. Sao nhìn giỏi thế nhỉ? Fila được không hả? Đây á. Fila vừa nãy lên rồi. Fila này size 44.5. Con này 400k này. 44.5, 400k Fina. Bóng bàn không có. Bóng bàn không có đâu. Có đôi Convert này này. Có đôi Convert này vừa bán vừa tặng mọi người luôn. Về cho bé đi này. Cho bé mà size lỡ cỡ nữa. Con này size 37.5. Convert size 37.5 này. 37.5 con này 180k mã 67 nhá. Cho bé trai bé gái đều đi được ạ. À. Các bé mà tầm tuổi lớp 6 lớp 7 là rất thích đi loại này luôn. 180k mã 67 ạ. À. 60 cho Dương Trần. Mỗi một tuổi lại một sở thích khác nhau mọi người nhỉ. Con này 45 hay 50. Hả? 50. Cứ càng về già sở thích nó lại càng khác. 67 cho Thanh Bùi Quang. Gu ăn mặc khác. Cái này size 36. New Balance hồng size 36 ạ. Em này 280 mã 52. 150. 280 mã 52 ạ. Mã 52. Ừ anh đây em. Quốc Cường Su. Anh đây. Em cứ comment đi anh trả lời. Không phải gọi đâu. Tầm này đêm khuya rồi gọi hàng xóm người ta mất ngủ em ạ. Tiếp tục Adidas size 43 1/3. Trời ơi con này nó mới quá đi thôi. Size 43 1/3 bác nào vừa chốt con này mà đi này. Quá đẹp luôn. 43 1/3 con này 450. 450 mã 37.
Mã 37 cho em ạ. Cho đôi bóng đá lai đen á. Của lối này nó đâu có. À đây là có con Mizuno này. Bóng đá lai đen hết rồi em. Toàn size 44 thôi, có ai size 44 thì em lên nhưng không có size luôn. Lên mất công. Lên nó mất thời gian nữa. Con đó này đẹp đi. Con này vừa thành cô. 37 cho Vũ Nguyễn Dinh. Con này 500. Hả? Con 450. Tiếp tục em Mizuno. Em Mizuno này là bóng chuyền này. Mizuno bóng chuyền ạ. À. Bóng chuyền con này size 40. 40 ạ. À. Size 40 ạ. À. 40.5 nhá. 40.5 lên trên má 64. Ôi tem đây mà mình. Ôi. Sao khó nhìn thế nhỉ? Sâu quá. Sao lại 5. Nó báo cm là 225 nó lại. À đây, đây, đây. Con này 40, à con này 39 thôi. Mizuno 39. Mizuno 39 ạ. À. Em này 450 lên trên mã 64 nhá. 64 cho Hoàng Họ La. Chết chết bỏ mẹ rồi, có size 39 thôi, có đi được không? Em báo nhầm size đấy. Bóng đá 44 à. Đây. Em bảo nhầm sai rồi. Anh Hoàng Ngọt La cái sai con à không vừa. Ok, chốt lại cho anh Viết Cường nhá. Một con sai 43. Bóng đá đồng giá 480, sai 43 lên mã 71. Mã 71 cho em một phát này. Bóng đá chỉ được chốt thôi. Đây, sai 44 đây. Sai 44 bóng đá tiếp Adidas Made in Indo. Con này mã 70. Đấy, mã 70. Tiếp theo. Con này size 42. Trời ơi, con này nhìn cái đế thích nhỉ. Size 42 lên mã 101. Đấy, mã 101. Bóng chuyền chơi bóng bàn được không? Mấy con bóng chuyền lại chơi bóng bàn được này. Gọi là chơi được thôi. Cái đế bóng bàn thì nó hơi cạnh nó hơi tròn hơn một tí. Ôi. Size 42 2/3. Đấy. À. Lên nha má 79. Đấy, má 79. Rồi em nên loạt cho mày chốt nha. Bóng chuyền size 37 đây. Con này 380 lên trên má 20. 101 cho Huy Nguyễn. 380 má 20 tiếp bóng chuyền này. À đây còn bóng đá nữa đây. Bóng đá size 43. Lên má 163, má 163 bóng đá size 43 má 163. Con này size 38 bóng chuyền, chơi đến này thì vẫn chơi bóng bàn bình thường nha. Đúng rồi, bóng chuyền bóng bàn thì được. Con này má 14 ạ, cũng 380 má 14. Có nhiều lên nhiều đấy. Đấy 44 đấy, thôi đây dốc ruột dốc can ra lên hết cho mọi người xem này. Con này size 43.5 bóng chuyền. Lên mã 44. 163 cho Đỗ Mạnh Tuấn. Em này size 43, con này thì bóng bàn quá được luôn, mép tròn này. Đồng giá 48 luôn. Đúng. Size 43. Con này lên cho mã 10. Mã 10. Được chưa? Con này size 42. Size 42 lên cho mã 00. Con này xin lỗi đi. Size 42 mã 00. Con này xin lỗi đi. Xin lỗi làm sao? Đây rồi, vẽ lên rồi. Nó đây. Ờ. Có 14 quà đấy. À. Ờ, đúng, giá đúng. Ờ. Đưa đây, đưa đây. Tên nhưng mà anh chốt cho ai? Chốt không, cái này lâu rồi, chốt từ đầu.
Ờ biết rồi nhưng mà chốt cho Đăng. Không. Cái mã mới là chốt cho ai? Anh Hoàng Anh ơi cho em xin lỗi con này nhá. Đưa đây. Đây con này là chốt từ đầu rồi. Nhưng mà em không biết em lại đưa mang ra mới xuống một con người ta chốt rồi nhá. Xin lỗi anh Hoàng Anh nhá. Cái này của khách rồi. À tức là chốt từ đầu rồi đây. Không tên Huy Nguyên. Là cái mã này em xin lỗi anh nhá. Hoàng Hạnh hay là Hoàng Họ Na? Hoàng Hạnh chứ không phải Hoàng Họ Na đâu. Đợi tennis size 42 á, không có. Em bóng đá này size 42. À đâu, con này size 44. Em này size 44 ạ. Con này size 44 ạ, con này 300k thôi. Con này dòng này em bán 300k lên cho em mã 104. Mã 104 nhá, size 44. Thôi hết rồi mọi người ạ. Hết rồi em nghỉ đây. Còn áo đẹp hết. Không áo. Không có người khác chốt mất rồi anh Minh Nguyễn ơi. Con áo này em tặng mọi người đi cho nó máu. Anh Nguyễn Trung Hải con không người chốt mất rồi. 65-70kg này. Tennis 40 cũng không có đâu. Bóng rổ. Này là size 44. Đổ này có bác hỏi size 44 bóng rổ đấy. Bóng rổ size 44 này mã 3 mã 96 này. Mã 96 size 44 nha. Em này 450. Không con ý là con phút sang. Con 64 còn không? 64 rồi. Con này 450 mà 96 này bóng rổ. Con này đẹp chưa này. Ờ đây con nữa này. Con này size 41 này, đối đấy, sai hỏi size 41. Đây. Em này size 41 nha. Cũng 480 lên trên má 02 này. Mã 02. Thôi mời con này size 44 có ai lấy nữa không? Thôi nhá. Con vàng sau Kobe này. Thôi mấy con này chắc không ai lấy đâu. Lên nhiều tại dọn nhiều mệt lắm. Em này 65-70 cân tặng cho ai có huy hiệu chia sẻ và có đơn hàng cho em nhá. Lên cho em mã này. Con này lên cho em mã 09. Mã 09 huy hiệu có đơn hàng nhá. Futsal đánh bóng bàn. Được á. Con này mã 09 nha em ạ. Tặng cho ai có hiệu có đơn mã nào. Mã 00 của anh Huy Nguyễn rồi. Thơm quá. Mình cần size 40, hôm nay hết size 40 rồi anh ơi. 09 con này. Đây 09 con này. Phạm Đức Ma không chia sẻ này. Không có hiệu. 09. Thơm quá. Comfort thơm thế. Hết giày tennis rồi các bác ạ. Không có giày tennis. Hồng Trần không chia sẻ nốt. Nguyễn Duy Nam có đơn hàng không? Nguyễn Duy Nam có đấy. Ừ, chốt đi Nguyễn Duy Nam. Đấy, đôi khi cuộc đời vậy. Em hôm nay méo có gì luôn. Ờ. Không được, con 42 nào. Mai nhá mọi người nhá, mai tiếp tục. Ngày còn dài, giày còn nhiều. Em không rõ đâu, cầu lông à con mã 64 không rõ đâu, mai ai chốt được thì nhân viên nó sẽ chụp ảnh và giúp mọi người đọc nhá. À đây này còn con này mua cho bé đi này. Con New Balance này. Con 64 là của anh Viết Cường. Ờ 64 của anh Viết Thường. Con này size 35 này, bóng đá size 35 của New Balance size 35. New Balance size 35 con này 180k mã 41 chốt về cho các bé một. Thôi hết rồi, người đã xa tôi. Quên hết nơi thế.
đến quá phụ à là sao? Anh lên nốt 2 đôi 44 D 2 đôi 44 là đôi nào em? 44 là hai cái đôi vừa nãy em mang cuối cùng ấy. Tôi có chốt đâu, em chốt luôn đi thì khỏi phải lên nên làm gì. Hai đôi đều giống nhau. 44 cho Việt Ngọc nhá. Đều chất lượng cả. Con này 250. Thôi. 180k thôi. Nếu biết cường không đấy gửi cho mình. Ok anh. Con đâu lên lâu lên lâu lên trên đá. Một con 44. Đây. Mới cưng con. Mới cưng nhá. Đen cái số điện thoại. Cam cái số điện thoại được chưa? Đấy. Đồng giá 400k. Đen cái số điện thoại và cam cái số điện thoại. Này okay. Rẻ hơn nên mọi khi toàn 550. Này 48. 44 đấy, bóng chuyền cổ cao à. 44. 44 đây. Con 44 này. Con này bóng rổ. Con này bóng chuyền thì cũng mà gãy cổ chân. Mọi người đừng đem bóng rổ sang đánh bóng chuyền nhá. Mọi người biết tại sao? Thứ nhất là bóng rổ thì cái mép của nó, mọi người nhìn cái mép này. Nó là dòng mép vuông. Tức là bóng rổ là cái dòng mà người ta bật và rơi tại chỗ, đúng không? Rơi tại chỗ này rất là chắc, không để cổ chân. Nhưng mà ông bóng chuyền nhiều khi là ông nhảy chéo này, ông nhảy, ví dụ ông nhảy chéo này, ông tiếp đất chéo. Nếu mà tiếp đất chéo cái mép này nó không tròn, màu xanh vẫn 44, cái mép này nó không tròn, nó làm cho cái cổ chân của mình nó rất là cứng này. Đấy, không chơi được nhá, chơi sang gãy chân. Không có 42 đâu, quốc cường xuôi. Và cái đế của thằng bóng chuyền thì là nó là bằng dạng đế kép, nó mềm xuống đất, nó êm. Còn ông này ông tiếp thẳng đất, tiếp thẳng nhá. Bóng rổ nó nhảy lên thẳng, nhú lên xuống. Với chứ này, không nó nhảy chéo, nó không phải nhảy chéo. Đọc đen và vàng. Đen và cam. Đen và cam, ai hỏi anh Đỗ Xuân Trường này. Đỗ Xuân Trường đen thì cứ chốt đi, chốt luôn đi, 480k. Còn ai chốt cam thì cam. Cam sai 44. Nghe Quốc Cường Xu ơi. Đôi này á. Đôi này cũng bóng rổ sai 42. Bóng rổ sai 42, X-Tep. Con này 380k, bác nào chốt lên mã 78 ạ. 380k mã 78. Quá rẻ. Siêu phẩm 42 nha anh, không có em ơi, hết rồi. Mai nhá. Sao hôm nay đi đâu về muộn đấy. Này đánh bắt xa bờ. Đánh bắt xa bờ. Có ai chốt EZ 500 không? Có ai EZ 544 nè. EZ 544 ạ. Con này vừa tặng. Con này 380k mã 159 ạ, chốt luôn. Ông nào vừa ai đi bóng đá đấy, chơi này, này. Con này hơn 8 triệu nhỉ. Con này mã 159 này. Lên con kính đi chú ạ. Thôi em muộn rồi, em không nên đâu. Mà hôm nay em chủ động nên gần mẹ mình một rồi. Nói chuyện với các bác thì có mà đến sáng không hết chuyện. Thôi em chào mọi người nhá, chúc mọi người ngủ ngon. Mơ giấc mơ đẹp tuyệt vời. Thôi bây giờ còn 11 giờ ra. Các bác tập trung là phục vụ vợ đi, xong đến 12 giờ thì ngủ nhá. Rồi em xuống nai đây, em xuống nai đây.